Cái phương pháp mà tích tụ năng lượng thù thắng nhất là niệm Phật. Niệm Phật là một phương pháp tích tụ năng lượng thù thắng nhất, đặc biệt nhất. Nên mỗi tuần quý vị về đây để làm gì? Tích tụ năng lượng. Có những người người ta không hiểu, người ta nghĩ rằng đi về đây một buổi một ngày, ở đây ngày chủ nhật tu có đẻ ra tiền bạc gì đâu. Tiền bạc ăn thua gì, bạn tích tụ năng lượng nó mới là phát triển được cái cuộc đời quý vị. Phải nhớ là con người mình khi có năng lượng đầy đủ rồi nó ít bao giờ phiền não, nó ít bao giờ buồn giận ai lắm, vì nó có năng lượng đầy đủ. Cũng như một cái bóng đèn nó đủ điện thì nó sáng thôi. Khi bóng đèn này nó không đủ điện là không đủ năng lượng thì nhất định là nó tối à. Nên con người chúng ta mà tích tụ đầy đủ năng lượng thì con người chúng ta không có buồn chết ai chứ. Mà khi con người chúng ta mà không buồn chết ai thì con người chúng ta nó không có khổ. Con người mà buồn chết người là mình đang khổ đó. Nên quý vị ngồi ở đây có ai làm chuyện lỗ vốn mà thường buồn người khác không? Thường buồn người khác là làm cái chuyện lỗ vốn đó quý vị à. À, đây là cái câu nói hoài luôn á. Mà trẻ hay già hay mới đẻ gì cũng phải nghe chứ ha. Có nghĩa là quý vị phải nhớ rằng là buồn người khác là làm khổ mình. Bất cứ một vai trò làm vợ, làm chồng, làm con hay bất cứ anh em gì, quý vị chỉ cần cái vai trò mà buồn người khác là tự làm khổ mình. Vừa không có lợi cho mình mà vừa cũng không có lợi cho người khác. Nên đừng bao giờ làm cái chuyện lỗ vốn là đi buồn người khác. Đừng có trách người khác. Mình chỉ là muốn giúp người ta hết lòng thôi. Nếu người ta không tiếp nhận thì thôi. Chứ đừng có buồn trách, đừng có bực bội. Nhất là thương rồi ưa hận lắm. Thí dụ như mình thương một người thân nào đi, mình muốn đem cái tốt nhất mình đưa cho họ mà ngộ thay họ không tiếp nhận. Mình cho họ là mình muốn lựa cái tốt nhất đưa cho họ nhưng mà họ không tiếp nhận. Họ không chịu tiếp nhận. Không chịu tiếp nhận mình tức, mình nói mày ngu quá mày. Trời trời, cái này là ngon nhất, tao để cho mày. Sao mày không lấy? Tao tính cho mày không đó con. Nó không, con thích gì, cha mẹ đừng có đưa con, đừng có ép con mấy cái này. Cho cháu, người ta muốn mà người ta không được, còn mày, tao đưa cho mày là sao mày không chịu nhận? Con không nhận. Hỏi sao mày không nhận? Con đâu có cái phước này đâu mà con nhận. Con đâu có cái phước này đâu mà con nhận. Con muốn cái xấu, con không muốn cái tốt. Tại vì con đâu có cái phước tốt đâu mà mẹ cha đưa cái tốt cho con. Nếu mẹ cha mà đưa tiền của cho con đem con liễn ra biển hết, con ăn chơi, con nhậu nhẹt, con quậy phá hết luôn á. Tại vì sao? Vì con đâu có đủ cái phước để mà có được cái tốt, con phải làm cái xấu. Nó không có phước mà. Nên từ nơi đó mình quá thương nên mình muốn đem cái tốt nhất mình cho người ta, không mà người ta không có đủ duyên để nhận được. Thì tự nhiên mình lại tức mình lại chửi người ta chứ. Ví dụ như mình niệm Phật mình được an lặng chút đi, mình phiên cha mẹ người thân mình niệm Phật. Họ không niệm, không chịu niệm luôn. Thà bắt tivi coi thời sự đồ chơi vậy đó, coi bóng đá đồ chơi vậy đó. Mình biết niệm Phật là tốt, nghe Pháp là tốt, nhưng mà họ không nghe Pháp mà không niệm Phật. Còn cái việc tốt này là do mình đủ phước đủ duyên nên mình mới làm được. Mình làm được là mình đủ phước đủ duyên. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ Phật nói là người không đủ thiện căn phước đức nhân duyên thì không tin Pháp này. Quý vị mà mỗi ngày chịu nghe Pháp niệm Phật là quý vị có thiện căn phước đức nhân duyên mới tiếp nhận Pháp này. Còn bây giờ người ta không đủ thiện căn phước đức nhân duyên làm sao tin Pháp này? Quý vị ép người ta làm chi? Quý vị chỉ là người giới thiệu thôi. Họ không tiếp nhận quý vị, A Di Đà Phật, về sau đừng có nói nữa. Rồi quý vị lo quý vị làm sao mà quý vị diễn cái vai học Phật quý vị cho tốt đặc biệt đi. Đừng có buồn, đừng có trách họ, gương mặt lúc nào cũng tươi vui. Mở tâm lượng rộng ra, đừng có keo kiệt, hẹp hòi. Quý vị cứ học Phật diễn vậy đi. Rồi từ 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 họ thấy quý vị an lạc quá, còn họ thì khổ đau, te tu tàn tạ tả tơn gì đó. Thì họ quay lại họ nhìn mình. Họ nhìn mình học Phật cho mình tự tại quá thì biết không? Thì bắt đầu tự nhiên họ sẽ để ý để họ học theo. Tại vì quý vị tốt quá họ để ý học theo. Còn bây giờ quý vị mới học chưa có gì chứ, hưng khởi một chút thôi, bắt đầu là muốn chia sẻ. Mà chia sẻ rồi xong cái đầu bực bội, cái không tu luôn, cái mặt. Cái mặt nó nhăn nheo lên liền. Tại vì sao? Vì chưa có luyện được công phu gì hết trơn á, là muốn chia sẻ liền à. Tại vì thương quá, quá thương nên muốn đem cái ngon nhất này đem đưa liền. Nhưng mà đưa liền người ta không đủ phước đủ duyên nhận, sao mà người ta lợi ích được. Nên mình muốn đưa liền nhưng người ta không nhận thì thôi, mình lo mình tu cho tốt. Vậy đó mà từ từ quý vị độ được họ là chính mình. Nhờ cái ánh sáng mình nó sáng quá nên nó có thể mà ánh sáng này nó che cho người kia được hưởng một chút sáng. Nên nó phải rèn công phu niệm Phật để tích tụ năng lượng là gì đó.
Nên đừng có buồn giận trách ai, nghe không? Học Phật nhớ làm cái chuyện này là lỗ vốn. Học Phật mà làm cái chuyện mà buồn giận trách người ta là lỗ vốn. Cái chuyện này chỉ có người không học Phật mới làm thôi, còn cái người học Phật là không có làm. Hãy nhớ đó, quý vị học Phật với quý vị học phương pháp nào cũng vậy chứ. Cái việc mà buồn giận người ta là đừng có làm, tại vì làm việc này nó tổn phước cho lắm. Mỗi ngày mà buồn giận người ta là mỗi ngày quý vị đang giữ chất độc trong người, đang tích tụ chất độc. Rồi nếu để thời gian lâu thì nó phát tán chất độc này ra toàn cơ thể. Nên quý vị biết rằng sống ở cõi đời này chúng ta nhìn nhiều cái dị hợm lắm, mà nhiều cái mà người thân chúng ta mà cảm thấy mình tức giùm cho họ luôn. Có một câu chuyện mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thuyết, ngày nói rằng có một vị tỷ phú này, ông giàu cực kỳ giàu luôn quý vị biết. Ông để di chúc của cải ông lợi cho ai quý vị biết không? Một con chó. Một vị giàu có này là nổi tiếng cả thế giới luôn. Ông giàu cực kỳ giàu luôn, hoàn toàn tài sản của ông để lại viết di chúc lại, để lại cho một con chó. Để lại cho một con chó. Kỳ cục không? Nó lạ như vậy đó. Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày nói rằng con chó này tuy mang thân súc sanh nhưng nó có cái phước vì tiền này nhưng nó không có xài. Là do gì? Đời trước của nó có phước báo, có tiền của, nhưng mà nó bo bo keo kiệt, không bao giờ giúp đỡ ai. Nên dù trong mạng có phước nhưng không có xài được cái đồng tiền, làm thân súc sanh. Danh nghĩa thì nó được hưởng của cải của ông tỷ phú nhưng nó không xài được. Còn ông tỷ phú này, Hòa Thượng Tịnh Không nói ổng tương lai đi đâu? Đi làm con chó. Vì sao? Vì ông dính mắt con chó. Quý vị học Phật, quý vị nhìn thấy hoặc là người ngồi trong đây có ai dính mắt con thú vật không? Dính mắt không? Có đó. Chứ việc dính mắt con thú vật đó. Rồi có ai dính mắt cái nhà không? Có đó. Dính mắt cái nhà cực kỳ luôn, tới già gần chết rồi vẫn dính mắt cái nhà. Dính mắt cái nhà, dính mắt khu vườn, dính mắt trong đó. Như vậy tương lai bị đi đâu? Làm kiến, làm trùng hoặc làm chim chóc trong khu vườn đó, làm con thú vật trong cái nhà đó. Tại vì sao? Vì dính mắt cái củ cải đó. Thì trở về, xin thưa quý vị, Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng ngày nói, quý vị dính mắt tượng Phật, quý vị cũng trở lại làm những loài động vật chui vào tượng Phật đó luôn. Chỉ có người này niệm Phật chứ không phải là dính mắt cái pho tượng Phật đẹp. Có những người có dính mắt pho tượng Phật đẹp không? Có. Thí dụ như một quyển sách hay, dính mắt quyển sách hay quý vị cũng không được luôn. Chỉ có sử dụng quyển sách hay là đọc để hành trì mới lợi ích, chứ không phải là dính mắt quyển sách hay. Hoặc là dính mắt quyển sách này bo bo không cho ai, đây cũng là lòng tham luôn. Đừng có nói là tham việc thế gian quý vị đọa làm loài ngạ quỷ. Tham Phật Pháp quý vị cũng đọa luôn. Tham Phật Pháp cũng đọa. Trong Phật Pháp là dạy mình đoạn lòng tham, chứ không phải mình kêu mình chuyển đối tượng tham. Còn chúng ta chuyển đối tượng tham, như vậy thì chúng ta tham thế gian thì chúng ta đọa theo cách thế gian. Chúng ta tham Phật Pháp thì chúng ta cũng đọa theo cách Phật Pháp. Thí dụ như bây giờ những cái con quỷ mà nó tham thế gian thì nó làm những con quỷ mà nó te tu, quỷ nghèo. Còn những con quỷ mà tham Phật Pháp thì quỷ có danh vọng một chút. Có không? Có mà. Quỷ đạo vẫn có quỷ mà gọi là có chức quyền chứ. Tham Phật Pháp thì là quỷ có chức quyền đó, mà cũng là quỷ thôi, cũng là quỷ đạo thôi. Thấy không? Nên từ nơi đó Phật Pháp là mình phải hiểu là mình đoạn lòng tham sân si, chứ không phải là chuyển đối tượng tham sân si. Không phải đó. Từ nơi đó mà phải tu học là chỉnh được cái tâm này nè, kiểm định cái tâm này nè. Mỗi ngày niệm Phật là kiểm định cái tâm này nè. Nó buồn giận ai là phải xả liền, đừng có để qua ngày. Thấy không? Nên trong giới kinh Phật dạy dặn người đừng để qua đêm. Thấy không? Mấy cô có dặn ai để qua đêm không? Dặn người ta mà để qua đêm là nghe đêm đó ngủ không được đó. Quý vị đã từng dặn mà qua đêm ngủ không được chưa? Chắc chắn là cái cô là có chắc luôn. Kiểu là dặn mà qua đêm là chắc chắn đêm đó ngủ không được. Cái đêm đó dặn ngủ không được, nó cứ chằn chọc hoài, nó quay rồi nó lộn đầu tới lộn đầu lui. Nó quay đầu ngủ không được, nó quay đầu à. Nó quay đầu hoặc quay gối.
hoặc là lặt gối, cái gói này nằm chút ngủ không được, nó nóng quá, hầm quá, lặt qua gói kia mát mát chút, cái lặt lại lặt tới lặt lui, chút cái ngồi vậy chút cái nằm xuống, chút cái ngồi vậy cái chút đi ra, chút mở cửa sổ, cứ là chút cái làm này làm kia hoài mà đêm đó ngủ không được là do gì? Buồn giận người ta để trong tâm mà nó bị vậy đó. Vì thấy chưa? Nên từ nơi đó bây giờ mình học Phật rồi, mình không có làm cái chuyện lỗ vốn này nữa. Sống những ngày tháng tự tại chứ. Những đức nó thật sự, nếu quý vị mà có thể nhận thức được Phật pháp nha, đối với cái phước duyên giàu sang thế gian này tạo ra trong mạng có rồi tự đến tự tại vô cùng luôn. Mỗi ngày tuy không thấy làm ra tiền nhưng mà tiền nó đến còn nhiều hơn đi làm ra tiền, chắc chắn luôn. Tại vì sao? Vì trong mạng nó có tiền, nó cứ đến lại rai rai, nó đến hoài mà ngộ không có xài được, xài nó cũng hết nữa. Tại vì trong mạng nó có tiền, mình xài hết rồi nó lợi còn nhiều hơn nữa. À, còn khi mà trong mạng nó không có tiền rồi, bo, nhưng mà ngộ tay, vừa lãnh lương cái chồng bệnh vợ đau, con cảm xúc, không chuyện này cũng chuyện kia, vừa dư được chút đỉnh tiền là gia đình có sự việc để hết tiền à. Tại vì trong mạng nó không có tiền nên nó khiến mình vậy đó. Tiền vào cửa trước nó lọt cửa sau hết trơn, không có gì chứ. Còn trong mạng mà có tiền là đồng tiền đến nó giữ gìn được, mà mình muốn đem đồng tiền này đi làm điều thiện nữa. Mà càng làm thiện thì tức khắc phước nó càng tăng lên hoài đó. Cái phước nó tăng lên đến cái lúc nghe mà cái phước duyên này nó đưa quý vị đi đến thế giới cực lạc luôn. Tại vì người đầy đủ phước duyên mới niệm được danh hiệu A Di Đà Phật. Mà mình có phước có duyên mình sống vô cùng tự tại. Rất là tự tại. Con người mà có phước duyên là con người mỗi ngày sống không có lo âu mới là có phước. Thì nghe kỹ đi, người có phước duyên là mỗi ngày sống không lo âu mới có phước. Còn con người mà lo âu người này không có phước. Dù con người này có giàu sang cỡ nào, đẹp cỡ nào mà lo mỗi ngày cũng không có phước. Tại lo là khổ sao có phước. Cái người mà mỗi ngày không có lo, không có nặng nề, con người chỉ làm đúng cái trách nhiệm công việc của mình, những gì mình làm là mình làm hết lòng mình, chứ mình không có đặt vấn đề về được mắt của nó, vậy thì đặc biệt lắm. Vì được cũng là vì người, vì mắt thì thôi. Vậy thì đối với những thứ đó nó không buộc ràng mình thì quý vị vô cùng tự tại. Những đức bây giờ một ề đông như vậy, những đức còn không lo không chi quý vị như thanh niên này có một hai người nặng cái gì. Chỉ cần tu phước từ hiếu với cha mẹ, có đạo đức nhân cách, kết bạn chơi với ai nhiệt tình đúng đắn, cứ như vậy mà sống đi, tự nhiên nó đến với mình, lạ lắm. Tự nó đến kỳ cục lắm kìa. À, nó đến. Nó nghe nói hòa thượng mình bây giờ chuẩn bị thêm một đạo tràng niệm Phật nữa. Hòa thượng bây giờ đủ duyên thì thích vậy đó không? Từ nơi đó mà những đức nói rằng các pháp môn tịnh độ là các pháp môn mà là đại cứu khổ cứu nạn cho nhân sinh thời mạt pháp. Hiểu rồi thì tu hành rất là dễ, vì dễ lắm luôn, tu hành rất là dễ. Giống như mình chưa chạy xe mình thấy chiếc xe khó chạy, nhưng thật sự biết chạy xe rồi vô cùng là dễ chạy. Có những việc mình chưa làm mình thấy khó lắm, nhưng mà chân thật làm thấy nó không có khó chút nào chứ. À, nên đối với Phật pháp này có những người không hiểu, ta tưởng đâu là tu khó lắm, ăn chay khổ lắm, bậy. Ăn chay sung sướng lắm. À, tại vì sao quý vị? Về cái thức ăn thức uống quý vị nó quá đơn giản rồi. Nó quá đơn giản nên quý vị mới sướng. Con người mà quá rề rà về ăn uống thì nó không phải sướng. Nó chỉ là ham nhất thời được cái miệng này ngon chút, nhưng mà nó khổ đau cái thân. Còn khi một con người mà ăn đơn giản, nấu cũng đơn giản, việc gì cũng đơn giản như vậy thì con người này vô cùng là sung sướng. Cái này là cái chỗ rõ ràng luôn. Thí dụ như bây giờ chùa mấy trăm người vậy, hai rổ bự đồ hũ, bắt một chảo nước, bỏ vô một miếng muối, bắt đầu nước sôi lên, thì hai rổ sắt mà đồ hũ luộc này cắt vuông vuông gì nè, rồi bắt đầu là nước sôi để vô, lấy cái nắp đậy lại, rồi một chút nó vừa lên khói một chút đầu dở nắp ra, hai người rinh cái rổ đó ra để lên một cái thau cho nó ráo nước, rồi gấp đồ hũ nó ra, rồi để miếng muối tiêu, rồi chấm ăn, rồi xong. Còn khỏe ra chưa, gặp mà 300 người này mà bài bố tối ngày ai mà làm nổi vậy, mà ăn gọn vậy nó mà cũng sống phà mà lên ký hoài à. Chùa mình mấy cô mình á, cô nào cô nấy mập quá trời luôn. Nó, tại vì quý vị biết tất cả chuyện trong chùa này, bất cứ một món đồ gì mua cũng phải thông qua những đức chứ. Chứ không phải những đức nói tôi là đàn ông, tôi không muốn nghe mấy cái chuyện của đàn bà, không phải, tôi nghe hết luôn.
Tại vì sao? Vì phải quan sát cho kỹ, đừng có để một mầm móng nhỏ nó bị hư việc lớn. À, không, từ nơi đó mà bất cứ mua cái gì cũng phải thông qua chứ. Mua đồ đổi C này đồ kia, những đứa hỏi sao mà lúc này C cứ đổi hoài, là lúc này mập quá. Cứ mập nó đổi C suốt à. Nó tự nó à tốt, ok, đổi C đổi mập là tốt rồi. Tu hành không biết tu sao mà dư thịt là thấy ngon à. Quý thầy, quý cô, quý cụ ai cũng mập lên ký, mà ăn cái gì đâu đơn giản. Vì thấy những đứa càng ngày càng mập đúng không? Càng ngày nó càng mập, nhưng mà mập rất là chắc nha quý vị. Những đứa bây giờ 70kg, quý vị thấy nó đâu có mập như người khác đâu quý vị, thấy không? 70kg á. Ừ. Đó. Từ nơi đó nghĩa là lễ Phật tu mỗi ngày á, 70kg mà nhìn nó chắc lắm, nó không có bủng xỉn như người khác đâu. Chứ đúng ra mà 70kg mà như tướng Nhân Đức là nó mập bủng xỉn lắm á. Ừ. Do lễ Phật tu mỗi ngày làm việc thao tác, chứ đâu phải là gọi là giờ giấc ăn uống ngủ nghỉ nó tứ tu không có. Có giờ có giấc rõ ràng lắm quý vị, mà ăn uống cũng đơn giản quý vị ơi, ăn uống đơn giản lắm. Vậy đó mà nó mập vẫn là mập, mà do cái tâm nó an lạc, nó vui lắm. Nên những đức đem những tư tưởng này chia sẻ cho quý vị nghe, tuy là nghe đơn giản gì quý vị thấy cũng vui nữa, trong tâm vị nó nhẹ lắm. Khi mà mỗi tuần chủ nhật người ta về đây, người ta nghe những đức nói chuyện, có nhiều người ta nói là giống như người ta buông nhiều cái gánh nặng lắm, ta nhẹ lắm. Vì ta thấy sao ông thầy này ông nhẹ quá. Mà quý vị coi bên cạnh những đức là 600 người, những đức phải lo. Nói rõ ra là phải lo 600 người á, mà còn nhiều chương trình nữa chứ, còn nhiều chương trình lắm đó. Vậy mà quý vị biết, tới đây là nói thật lòng luôn, những đức không có bận tâm gì tới chứ. Cái gì cần làm thì làm, cái gì cần tính thì tính, tính xong rồi buông xuống à. Cần làm thì làm, xong rồi nghỉ, vậy không nói chứ ha. Ừ. Nên phải re luôn. Cả ngày những đức dù là việc nhiều bao nhiêu cũng vậy, làm rồi thì nghỉ, làm rồi thì nghỉ, làm rồi thì nghỉ, chưa rồi thì chút làm nữa, nhưng làm xong rồi tới nghỉ là nghỉ à. Vậy đó, quý vị tu mà được như vậy thì đặc biệt lắm. Sợ nhất là chúng ta làm rồi đi nghỉ, nghỉ rồi lại lo. Nó khổ ngay là nghỉ rồi mà lại nằm đó lo, suy nghĩ là cái việc này nãy làm gì tới đó, đó rồi sao? Rồi làm xong sao đây, rồi mai biết rồi không, mốt không biết rồi không, rồi lỡ chiều nay mưa gió rồi sao để chờ, rồi này kia đồ. Nó nghĩ vậy đó, mà nó làm cho mình cứ là nặng nề hoài. Còn bây giờ cái việc này làm rồi thì đi ngủ, đi ngủ, ngủ rồi đi làm. Còn cái chuyện mưa gió là chuyện của ông chờ, còn chuyện của mình là mình cứ làm xong, mình sắp xếp cho nó gọn hết đi, rồi mình đi ngủ, đi ngủ một giấc. Ngủ một giấc xong thức dậy làm nữa. Tại sao quý vị khổ với cái vật chất gì? Mình nặng cái vật chất, nghĩ đây là cái của mình. Của mình nặng quá sợ nó mắc thì sao? Những đức cũng là cái của mình, nhưng mà những đức nói rằng cái của này cho chúng sanh. Nên cái duyên phước chúng sanh nó đã có thì cỡ nào nó cũng không bị cái gì chân á. Duyên phước của chúng sanh, còn mình, quý vị nói là của mình. Của mình thì nó chỉ là cái phước hạn lượng của mình. Mà phước hạn lượng của mình thì nó rất dễ bị mắc, tại vì nó hạn lượng của mình, mình chấp giữ cái của mình thôi, nên nó rất dễ bị mắc. Còn cái này mình nói là cái phước của chúng sanh, vậy thì cộng tất cả chúng sanh là hưởng cái phước này, vậy thì chúng sanh có nhiều người có phước, vậy thì cái này nó không bị mắc, nó không có bị mắc quý vị. Đó, cái này là học Phật pháp phải hiểu ra đó thì sống tự tại lắm. Nên những đức nói rằng hai vợ chồng một hai đứa con, những đức nói quý vị biết cách sống thì thôi, quý vị tự tại đừng có nói nữa. Chắc cũng không cần làm việc bao nhiêu thời gian chứ, làm việc ít lắm, dành nhiều thời gian vợ chồng và con gia đình cứ vậy đó, cứ sống gần gũi nhau, mỗi ngày niệm Phật, bấm số niệm Phật, vợ chồng con cái vui vẻ sống trong gia đình, cứ bấm số niệm Phật, sống mỗi ngày vậy đó. Ăn uống thì có quy tắc thời gian ăn uống rõ ràng, ăn uống cái gì cần ăn thì mua đồ chay, trái cây gì cần ăn thì mua về ăn chút vậy rồi rõ ràng. Rồi bấm số niệm Phật chiều, cái đầu vợ hay chồng gì đó ghi cho gia đình bấm số niệm Phật, cứ sống bình yên vậy, làm không cần làm nhiều thời gian, làm thời gian ít thôi. Buôn bán cũng vậy, nó làm đúng giờ, quy tắc thời gian nghỉ, không có nói buôn bán thêm nữa. Cứ như vậy mà sống, nhưng mà bổ túc cái tâm gì quý vị biết không? Bổ túc cái tâm mà trong gia đình của mình về cái năng lượng sống phải bổ túc nó. Về một cái từ trường trong gia đình phải biết bổ túc những cái thứ này. Về mặt tâm linh trong gia đình phải biết bổ túc. Những cái này quan trọng, nhưng mà những cái này ít ai mà suy nghĩ tới lắm. Người ta suy nghĩ rằng trong gia đình này phải tiền của dư giả, không phải. Tiền của dư giả thì nó gây ra cái sự tranh đấu hơn thua. Tiền của dư giả thì nó gây ra sự tranh đấu hơn thua. Mà người tìm được tiền của dư giả thì người này nghĩ rằng mình làm cực ra mới có tiền. Mà cực quá mới có tiền thì tiền này phải sử dụng. Bây giờ ta phải đi nhậu, ta phải đi tìm người nữ, ta phải đi chơi làm sao.
Tại vì tiền này làm cực quá, bây giờ phải dùng tiền này để ăn chơi. Nên cuối cùng tiền nhiều thì nó xảy ra vấn đề là tệ đoan hư hỏng. Còn bây giờ mình mỗi ngày bổ túc về cái mặt tâm linh, mà mặt tâm linh càng mạnh chừng nào thì con người nó càng sáng chừng này. Con người nó càng sáng thì đồng tiền nó có được, nó biết đi làm điều thiện, điều tốt giúp người. Điều thiện, điều tốt giúp người nó cứ làm được. Mà điều thiện, điều tốt thì bao nhiêu tiền mà làm cho đủ. Nên mình không có dư tiền được. Mà đồng tiền mình, đồng vợ, đồng chồng mình làm điều thiện, điều tốt hết trơn. Mình dư chút đỉnh, mình sống trong gia đình, mình đơn giản, chung chung, làm không cần làm nhiều. Nhưng mà cái phước nó cứ tăng. Mà phước nó tăng, gia đạo nó cứ hạnh phúc. Gia đạo khi nó hạnh phúc rồi, vợ chồng làm là đồng vợ, đồng chồng, nó không có bị phá của. Còn nếu như mà nó không tăng phước mà nó tăng của, thì người này làm người kia phá, hoặc hai người này làm đứa con phá. Nó cứ như vậy mà nó tiêu sạch nhất hết trơn à. Vì tinh tình thôi, đây là cái xác thực 100% luôn. Chùa mình nè, mấy trăm con người nó không có phá. Không có phá. Cho nó ăn sao nó ăn vậy à. Nó bị rèn luyện mấy trăm con người luôn á. Xuất gia hay là cư sĩ cũng vậy á, chứ ăn sao là ăn đi ra vậy à. Nó nói cái đó không được là không được, hoàn toàn không được luôn đó quý vị. Khi hét một tiếng lên một cái đố mà ai mà dám đứng lên mà trả lời một câu luôn á. Mấy trăm người luôn trong chùa. Nó khi la quải. Ai cũng xếp ghê, ngu không ai dám nói cái gì chứ á. Gia đình nó bị được không? Cái đó là cái gì? Cái đó là niệm toàn bộ là vì người ta không mà. Những đứa có gì, những đứa đâu? Những đứa cũng ăn Iran người ta mà tại sao những đứa phải bận tâm vậy? Người ta hiểu điều này. Người ta hiểu điều này hết. Nó... từ nơi đó cái cách sống này nó đặc biệt lắm. Nên những đức nói rằng là áp dụng Phật pháp trong gia đình hay mỗi một cái con người sống là tuyệt vời. Cuộc sống quý vị ý nghĩa lắm quý vị ơi. Ý nghĩa lắm luôn á. Cái pháp vị không có một cái vị nào mà so sánh bằng cái pháp vị đâu. Cái pháp vị tuyệt vời quý vị thấy những đức lên ngồi cái. Cái lời nói nó trôi chảy cũng như là một dòng suối vậy thôi. Nó cứ trôi chảy hoài mà nói vậy. Nó mà nói nó thu hút được nghe quý vị. Nghe được nghe. Mà nó là một phương pháp á. Mà phương pháp này quý vị phải lấy cái gì làm chính? Cái gì làm chính? Niệm Phật làm chính. Nên tất cả những người niệm Phật, người xuất gia, hàng cư sĩ đều quý vị có thể chia sẻ Phật pháp được hết. Nhưng phải có một cái phương pháp mà quý vị nắm được. Phương pháp nắm được là chỗ nào? Quý vị lấy cái niệm Phật làm cái cột chính. Sâu cái cột này xuống cho chắc đi. Rồi cho cái cột này nằm đó. Chúng ta lấy cái sợi dây chính mình buộc vô cái cột đó cho chắc đi. Rồi quý vị cứ chạy vòng vòng thoải mái. Nhưng mà sợi dây bị buộc vào cây cột A Di Đà Phật đó cho chắc. Quý vị cứ chạy vòng vòng thoải mái luôn. Tại vì sao? Vì quý vị lấy cái chính nhất là cây cột, là không bỏ cây cột là A Di Đà Phật. Vậy thì quý vị có thể chia sẻ Phật pháp được. Tất cả phương pháp quý vị chia sẻ được hết. Nhưng quy về cái chỗ nào? Nhờ tôi niệm Phật mà mới được như vậy thì thành công à. Đó, những đức để ý rõ ràng được pháp môn Tịnh Độ là như vậy. Còn có nhiều người là do gì không chịu trụ cái cột này cho chắc, là câu A Di Đà Phật họ không trụ cho chắc. Họ bỏ câu Phật hiệu, họ chạy bắt đầu là họ bỏ câu Phật hiệu. Cuối cùng họ chạy họ bị lạc lối luôn. Họ chạy là họ lạc lối luôn. Rất là nhiều người chạy là bị lạc lối. Tự nhiên đang tu Tịnh Độ, chạy đi Đệ Tử Quy cái bỏ Tịnh Độ. Chạy đi Tịnh Độ bỏ Đệ Tử Quy, không phải. Tịnh Độ là gốc chính, Đệ Tử Quy vẫn phải giữ, đạo làm người phải giữ, nhưng mà lấy cái niệm Phật làm chính. Mà từ cái niệm Phật làm chính này là gốc thì cành lá hoa quả là những thứ kia sẽ phát triển liền. Nó sẽ phát triển liền. Đừng có đá đổ cái gốc này. Đừng có mà mến mộ cái khác mà bỏ cái gốc. Đừng có như vậy. Cứ lấy cái gốc này làm chính là A Di Đà Phật làm chính đi. Thì tất cả cái cách học khác của quý vị phát triển tuyệt vời lắm. Học cái gì cũng phát triển hơn người khác hết chứ. Nghe cái gì cũng nghe ra Phật pháp hết chứ. Chỉ cần lấy cái gốc A Di Đà Phật này làm chính thì nghe cái gì cũng là ra Phật pháp hết. Nghe cái xấu cũng thành Phật pháp nữa à. Nó ngộ lắm. Nên những đức nói rằng là khả năng mà học được mặt trái luôn thì tuyệt lắm. Đừng bao giờ hướng đến mặt phải hoàn toàn. Phải nhớ nè, Phật pháp nó có mặt trái hỗ trợ mặt phải hỗ trợ mặt trái. Nếu như không có mặt trái, mặt phải không, thì mặt phải này không có nâng lên cao được đâu quý vị. Không có nâng lên cao được đâu. Thí dụ như Đức Phật bây giờ là thiện rồi, mà ít có người ngưỡng mộ Đức Phật thì phải cần Đề Bà Đạt Đa để quậy Phật. Quậy Phật te tua. Quậy Phật mà Phật vẫn nhẫn được, vậy là Phật trải nghiệm được cái nhẫn chịu khó. Thì Đề Bà Đạt Đa là mặt trái đẩy Đức Phật cao lên, để cho người ta tôn kính Đức Phật là một bậc từ bi. Dù Đề Bà Đạt Đa ác như vậy mà Đức Phật vẫn tha thứ. Vậy thì Đề Bà Đạt Đa đang đẩy Đức Phật lên. Mặt trái nó đẩy mặt phải lên.
Rồi mặt phải này nó phải giúp đỡ mặt trái, hỗ trợ mặt trái, rõ ràng không? Nên từ nơi đó mà chúng ta sống với một gia đình, người chồng không tu, vợ không tu hay con không tu, nó đang trở ngại mình đừng có trách nó. Nó đang khảo đảo cái sự tu của mình đó. Công phu của mình thật hay giả là ngay cái chỗ đó đó. Chứ nếu như công phu mỗi ngày nó không có ai đụng chạm quý vị, vậy làm sao mà biết công phu này thật? Quý vị mỗi ngày nói niệm Phật cầu sanh cực lạc, bây giờ ông chồng hay đứa con hay vợ nó trở ngại quý vị phiền não, vì nói tại ông, tại bà, tại mấy người mà tôi tu hành không được, tôi sân si là tại mấy người, vô duyên. Sân si là tại mấy người, làm gì có cái chuyện sân si mà tại mấy người. Cái chuyện ngoại cảnh không có tính vào cái việc của chính mình. Mình tu học là hướng nội chứ ai hướng ngoại. Mình lại chạy ra hướng ngoại, cuối cùng mình nói là tại mấy người mà tôi sân si. Tại mình thương người ta dính mắt nên mình mới sân si. Chứ nếu như mình không dính mắt, làm gì mình bị hướng ngoại, bị ngoại cảnh kéo mà sân si. Thì công nhận không? Suy nghĩ kỹ đi, đây là những điều rất xác thực mà những đức á, ở trong chúng những đức đã trải nghiệm qua hết luôn rồi đó. Có khi những đức bực bội, những đức cũng từng nói câu này nên những đức mới biết. Tại mấy bà mà tôi sân si á. Xong những đức ngồi suy nghĩ là những đức nói mày vô duyên trời. Tự nhiên tại mấy bà mà mày sân si. Nó rồi trải qua cái thời gian mà quý vị biết các cô tu đang tu gì, tự nhiên nó nghỉ tu nó đi về. Mình nói trời ơi, trong Phật pháp nó sung sướng gì, tự nhiên nó bỏ tu. Mình tức mình thấy ghê, cái mình về mình ngồi mình suy nghĩ, mình nói mày vô duyên ghê luôn. Nó nghỉ tu thì nó nghỉ tu kệ nó, tự nhiên mày tức chi trời. Đó 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 đó, là nó trải nghiệm qua như vậy rồi mình mới ngồi bình tĩnh. Nên Phật pháp là có chữ tư duy. Nó có chữ tư duy. Thái tử Tất Đạt Đa lúc này còn nhỏ xíu thôi nghe quý vị, lúc 10 tuổi thôi. Mà vua Tịnh Phạn thì dùng mọi cách làm sao cho Đức Phật đừng có thấy người già, người bệnh, người chết. Lúc đó là Đức, có nghĩa là lúc đó là vua Tịnh Phạn ngài đã dùng cái cách mà ngăn chặn cái việc mà Thái tử thấy được sanh già bệnh tử rồi đó quý vị. Vậy mà Thái tử Tất Đạt Đa có một cái khả năng tư duy cao lắm nha quý vị. Vua Tịnh Phạn chỉ có một cọng tóc bạc thôi, Thái tử Tất Đạt Đa nhìn hỏi vua cha, trên đầu vua cha có cái gì trắng trắng ngộ lắm, để con nhổ xuống cho. Nhổ cọng tóc, hỏi vua Tịnh Phạn cái này là gì cha. Vua Tịnh Phạn đâu có nói tóc bạc đâu. Vậy đó mà vua Tịnh Phạn dùng cái cách nói khác để đánh qua cái việc khác, không có cho Thái tử biết sanh già bệnh chết, sợ Thái tử đi tu. Vậy mà Thái tử cầm cọng tóc về phòng nha quý vị. Lúc 10 tuổi cầm cọng tóc về phòng, nằm trên phòng, ngồi nằm nhìn cọng tóc để tư duy. Quý vị thấy không? Cái góc độ người đó mới là trí tuệ. Nếu như chúng ta học Phật mà chúng ta đụng sự việc mà chúng ta không ngồi tư duy, bình tĩnh tư duy á, thì chúng ta sẽ rất dễ bị lạc lối. Nên khi chúng ta sân si hay là vui buồn gì đó, hay là được mất gì đó, quý vị nên rảnh rỗi ngồi tư duy một chút đi. Quay lại tư duy những sự việc này nó có thật không? Sự buồn này nó có thật không? Giận hờn này có thật không? Của cải này có thật không? Bản thân này có thật không? Thương yêu này thật không? Đẹp này thật không? Tư duy cho kỹ đi. Khi tư duy kỹ rồi thấy ra rõ ràng nó không thật. Không thật thì tức khắc buông xuống được. Là phải có tư duy mới buông được à. Phải có thời gian bình tĩnh tư duy mới buông được. Những đức có những khi cũng sân si nữa. Sân si ghê lắm, ghê lắm, nhưng mà ngồi lại suy nghĩ, không có được như vậy, mày như vậy làm có được. Rồi những đức mới có những cái kinh nghiệm này chia sẻ cho quý vị nghe đó. Là những đức đã từng bị rồi, những đức mới có kinh nghiệm. Nếu như quý vị tu học mà chưa từng bị vấp ngã gì thì quý vị không có kinh nghiệm gì chứ đó. Nên giống như chúng ta làm cha làm mẹ, chúng ta cũng có cái sai chứ. Mình phải dám vạch cái sai mình cho con cái biết, chứ đừng có nghĩ rằng mình giấu con cái làm chi. Mẹ ngày xưa lúc chưa lấy ba con, mẹ cũng từng có bù, có bồ. Có bồ rồi mẹ cũng từng phá thai nữa con. Sau này lấy ba con, ba con thường dằn vặt mẹ cái việc mà mẹ về lấy ổng mà mẹ không có còn trong trắng. Ba con thường coi thường mẹ lắm. Bây giờ mẹ nói cho con nghe, đứa con gái á, con phải cố gắng giữ thân mình. Mẹ đã trải qua sự việc này, mẹ bị dằn vặt lắm, chịu thời gian dài lắm, sau này ba con mới hiểu, mới thông cảm cho mẹ. Mình phải nói cho con mình biết. Rồi người cha nói, ba nè ăn nhậu thời gian nè, ba biết ăn nhậu sân si mệt mỏi ghê lắm con ơi. Mình phải nói ra vào cái hút thuốc mà con thấy răng của ba nè vàng mà hư hết trơn con này. Mình nói cho con trai mình nghe, mình chỉ cái điều đó cho con mình biết, để rồi mình mới đem cái giáo học đúng đắn ra để nói cho con nghe. Mặt trái mặt phải nó hỗ trợ mà, nghe không? Chứ đừng có nói rằng là mình giấu thì làm sao mình dạy được con mình. Nên những đức cũng thường nói những điều xấu của những đức mà.
thì nhiều người người ta mới có thể tu học được quý vị. Đó, nên từ nơi đó mà pháp môn tịnh độ này tuyệt vời lắm. Đừng có nói là niệm một câu A Di Đà Phật chổng chổng nha. À, một câu A Di Đà Phật này nó ra cuộc sống á. Nó ra cuộc sống hàng ngày đặc biệt lắm á. Quý vị ngồi nghe Nhật Đức nói chuyện á, đau chân quý vị cứ thẳng chân ra không sao đâu. Tại vì ngồi nó đau chân lắm, Nhật Đức biết mà. Cứ thẳng chân ra đi, không có sao chứ. Chắc Phật cũng thông cảm mà. Phật thông cảm một phần. Ngài cười cười là đứa biết rồi, thông cảm. Nó chứ bây giờ mang thân tứ đại mà quý vị, co chân vậy nó đau ghê lắm. Nó đúng ra là cái chương trình thuyết pháp là nó có một cái hội trường toàn bộ là ngồi ghế hết. Khi cái giờ tu là nó phải có một chánh điện tu riêng biệt qua tu thôi. Cái đó là quá đầy đủ ha, đặc biệt. Còn nếu như mà ngồi nghe thuyết pháp một tiếng mấy đồng hồ mà ngồi gì có khi đau chân lắm. Nên mình phải cho người ta thẳng chân rồi ra, cho người ta chở mình được chứ. Nếu không mình nó gàn buộc quá chịu không nổi đâu quý vị à, nặng nề lắm. Có khi trong lòng nó muốn thẳng chân ra mà sợ bất kính mà. Bất kính mà trong tâm bất an thì cũng vậy thôi. Mình trong tâm an nó mới kính, còn trong tâm nó bất an là bất kính đó biết không. Trong tâm nó bất an là đau gì đâu, cái chân nó đau quá trời, thầy nói hoài mệt chết. Đó là bất kính đó, bất kính từ tâm á. Còn cái thân ở ngoài là do nó đau một chút, chứ nó không phải bất kính, mà là nó lắng nghe. Lắng nghe là cung kính. Còn chân đau thì thẳng chân ra, còn không thẳng chân ra mà trong tâm đang chửi ông thầy nói hoài đau chân muốn chết, đó là bất kính. Công nhận không? Kiểm đi sẽ thấy ra. Chính Nhận Đức cũng đã từng ngồi, Nhận Đức biết nó đau chân mà. Nhận Đức cũng từng ngồi, Nhận Đức biết, trải qua biết mà. Nên từ nơi đó Phật Pháp nó hay lắm. Phật Pháp là đặt mình để thấy ra người khác. Nên trong Phật Pháp nó nói câu là những gì mình không muốn thì đừng đem cho người. Tuy một câu vậy chứ không dễ làm đâu. Những gì mình không muốn thì đừng đem cho người, mà chúng ta những gì không muốn mới cho người khác. Cái này là cái bệnh của phàm phu, không muốn mới cho. Thí dụ như bánh còn thời hạn ăn được thì để ăn, còn bánh nào hết hạn thì cho. Quý vị thấy cái bệnh phàm phu chưa? Đồ nào đẹp thì cắt riêng, đồ nào xấu xấu mới đem cho người ta. Nghĩa là những gì mà không muốn thì đừng đem cho người, mà toàn bộ á là có nghĩa là những gì không muốn mới đem cho người ta, còn những gì mà mình muốn là để cho mình hết. Thấy không? Có nghĩa là kỳ cục ngược lại không à. Đây là tâm của phàm phu quý vị. Thí dụ như bộ đồ đẹp đi cầm cho người ta, vừa bước ra cái cửa nó có cửa đóng á, bước ra chuẩn bị tới cửa cái đi vô lại, cầm vô. Cầm vô xong cái đi ra xong cái đi vô cái nhìn bộ đồ. Bộ đồ này mình còn thích quá mà tiếc quá trời. Bây giờ trong tâm đã nói là cho người ta rồi, mà bây giờ mình cũng hướng dẫn người ta. Mọi giờ trong tâm đã nói cho rồi mà mình không cho, lương tâm mình thấy kỳ quá. Đi ra cái tới cửa, đi vô. Bộ đồ này uổng quá, bộ đồ này còn bận được mà đem cho người ta uổng ghê trời. Bây giờ về đi. Cái bộ đồ này á, bộ đồ này được để bận đi. Lấy hai bộ đồ xấu kia, hai bộ đồ xấu. Bây giờ một bộ đồ đẹp này tôi thích tôi để lại, tôi lấy hai bộ đồ xấu tôi cho. Hai bộ luôn. Cái tâm mình nó gạt mình nghe, hai bộ luôn. Vậy thì thôi mình đừng có khó chịu tâm mình nữa. Mình cho nó được hai bộ rồi. Mà hai bộ này xấu mình không có bận. Thì thấy chưa? Phàm phu tâm ghê chưa hả? Đáng sợ chưa? Nên Đức Phật nói kẻ mạnh nhất là thắng được mình. Nhưng mấy người thắng được mình? Ai mới thắng được mình? Phật Bồ Tát mới thắng được mình. Thắng được mình là kẻ mạnh nhất quý vị à. Chúng ta phần nhiều là đi thắng người khác không mà, chứ quên thắng mình lắm. Cái thắng nội tâm mình đã khó thắng rồi. Phật Pháp là gì? Là thắng nội tâm mình á. Thắng những cái tham sân si được mắt của mình á. Đó mới là người mạnh thật sự. Còn chúng ta đi tìm cái thắng bên ngoài không à, mà quên đi thắng chính mình nè. Thí dụ như bây giờ đối với tham sân si là chiếc cái tâm của mình đó. Bây giờ quý vị có thắng được cái tâm tham sân si đó không? Nếu như mình học Phật mà mình thắng được cái tâm tham sân si đó đó, thì cái đó mới là cái dụng câu niệm Phật quý vị à. Nên cần niệm câu Phật hiệu này cho nhiều là như vậy đó, để thắng cái tâm tham sân si của mình nè, chứ không phải là cái của người khác đâu. Nên khi Đức Phật thành Phật á, thì tức khắc cái Phật nhãn của Ngài nhìn thấy rõ ràng.
Ngài nói lên một câu rằng lành thai, lành thai, tất cả chúng sanh đều là Phật. Vì Ngài thành Phật, Ngài nhìn tất cả chúng sanh là Phật. Nếu Ngài thành Phật A-la-hán thì nhìn chúng sanh là A-la-hán. Ngài là Bồ-Tát thì Ngài nhìn chúng sanh là Bồ-Tát hết. Còn chúng ta là phàm phu, nhìn chúng sanh là phàm phu. Đừng có nói là nhìn chúng sanh là Bồ-Tát, mình là phàm phu khó lắm. Ấn Tổ Ngài nói hãy xem chúng sanh, tất cả chúng sanh đều là Bồ-Tát, ta là phàm phu. Vì Ngài là Bồ-Tát đại thế chí nên mà Ngài mới coi người ta là Bồ-Tát. Còn Ngài mới nhìn được Ngài là phàm phu, mới hạ mình được. Còn mình là phàm phu, chúng ta nói chào Bồ-Tát, mày Bồ-Tát cái gì mà Bồ-Tát? Tao kêu vậy thôi chứ mày mà Bồ-Tát cái gì, mày sao bằng tao mà mày là Bồ-Tát được, thấy chưa? Kêu người ta là Bồ-Tát. Hoặc là có khi á, ở trong chùa đi, bực bội cái gì, quỳ xuống, tôi sám hối nè, trời trời tôi lại Bồ-Tát, tôi lại Bồ-Tát nghe, Bồ-Tát tha thứ cho tôi đi. Sám hối mà cái mặt thấy ghê luôn á, có không? Có, ở trong chùa nè, thấy cái vụ này hoài, làm trong bếp bực bội á, cũng nghe mình nói á, phải thường sám hối, phải thường hạ mình, mà quá sân si rồi, lỡ sám hối mà sân si dữ lắm. Tôi sám hối Bồ-Tát, tôi lại Bồ-Tát, trời ơi, lại cái này chắc Bồ-Tát cũng chạy mắt dép luôn quá. Sám hối Bồ-Tát, lại Bồ-Tát, mà nó la âm sùm hết trơn á trời. Thì coi cái ông này ông cười, mình cũng cười theo ông luôn. Trong đó, không biết tôi nói ông cười là ông cười tôi cười theo không biết nữa. Thì biết rằng á trời ơi, ở trong đây là gặp hoài cái vụ này, rồi quỳ xuống lại thiệt luôn, mà lại mà gặp con dao. Mà đang gọt trái cây á, hay gọt trái cây bực mình cái gì á, cầm con dao đến, tôi lại Bồ-Tát. Cái bà kia bà nói bà sám hối một chút á, đứt cái lỗ mũi tôi bây giờ á. Trời ơi sám hối gì mà cầm con dao mà bà chém lìa gì thấy ghê quá à. Thôi 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 tôi tha thứ đó, tôi sợ lắm rồi, tôi không có dám nói gì nữa đâu. Bà mà sám hối một chút chắc tôi cục cái đầu tôi quá. Trời ơi, kinh khủng luôn. Bởi vì quý vị thấy không, cái tâm nó sân si. Cả là làm theo cái pháp của Phật dạy, cái văn tự của Phật, nhưng mà thật sự mình không phải là cái gia nhập vào cái văn tự đó được. Tuy là dùng cái văn tự của Phật nhưng chúng ta không phải. Chúng ta dùng cái tâm phàm để lấy cái văn tự của Phật để mà hiện cái văn tự của Phật, làm sao mà phù hợp được quý vị? Không phù hợp. Đó, nên Phật mới kêu mình là tu từ tâm. Dù là mình chưa nói lời sám hối nhưng tâm mình cảm thấy rằng mình đã sửa đổi, vậy mới là thật chắc sám hối. Thấy không? Chứ không phải chạy đến đó phải sám hối tùy người, chứ không phải là đang bực tức gì chạy lại sám hối, sám hối Bồ Tát. Hoặc là mỗi người chén chè, cái bà này bà ăn cái chén chè của mình còn có chén, tức quá cầm chén chè đến ăn đi Bồ Tát. Ăn đi, trời trời, chè tao để gì tao ghi tên, cái chén chè ta để trong tủ lạnh ta ghi tên chè của thầy Nhẫn Đức, vậy mà cũng lỡ ăn chén chè của người ta được nữa. Ăn nửa chén rồi còn nửa chén để làm chi vậy? Ăn đi Bồ Tát. Đúng là trời ơi, nó sân si kỳ cục, đừng có nói nữa. Có quý vị có chè bánh ghi tên nữa, cái tấm giấy dán vô cái chén. Tại chùa đông người nên Nhẫn Đức lâu lâu mở tủ lạnh ra thấy chè thầy Nhẫn Đức. Nhẫn Đức nói chắc Nhẫn Đức thành một trời, chè mà cũng có thầy Nhẫn Đức nữa. Dép thầy Nhẫn Đức. Nhẫn Đức nói xó liền giùm tôi, trời. Dép thầy Nhẫn Đức không có được, không có được cái vụ này, có nghĩa là không có được để như vậy. Chén chè này ai muốn ăn là người ta không biết, người ta ăn kệ người ta thôi. Nhưng mà mình là người học đạo, ăn cái gì phải nhìn trước nhìn sau chứ không phải tùy tiện được. Nhưng mà người ta lỡ ăn rồi thì thôi, nhưng mình phải có cái sự dạy dỗ người ta, chứ không phải ghi trong cái chén chè là chè thầy Nhẫn Đức. Sau cái bà này ăn nửa chén, cái bà kia cầm lại, Bồ Tát ơi Bồ Tát, Bồ Tát ăn chè của thầy đó Bồ Tát. Sân si trời ơi, kỳ cục ghê luôn.
Nó nên á, những thứ kỵ nhất là cái quần, cái áo, bộ đồ, đôi dép, rồi cặp dài đồ mà ghi tên mình vô đó, không có được ghi vô đó. Không có được ghi vô đó. Chùa là những đứa thấy nhiều người ghi lắm, ngay chăng cái quần. Có cái bà già trong chùa mất cự cũng bể bụng luôn. Trời ơi trời. Bà già quá, bà ghi cái tên của bà. Người ta thì ghi ngay chân chỗ cái ống quần, bà ghi ghi cái chân cái đáy quần. Trời ơi, bà bận cái quần mà nói cái gì á trời. Cái gì mà có cái chữ gì đó vậy? Bà nói pháp danh của con. Ở đó trời nói bảo bà có ghi thì bà ghi ngay chân cái ở trên ở đây nè. Ở trên cái luôn quần hoặc là ngay chân cái ống quần thôi. Bà ghi làm chi mà ngay chân cái đáy quần kỳ cục vậy? Bà nói là con không thấy đường, con ghi sao ghi ngay cái đáy quần luôn. Trời, bà bận quần á. Ông quần bà ngồi mình nói cái gì đây? Là pháp danh. Đúng là kinh khủng đi quý vị. Đúng là việc trong chùa không có cái gì mà không có chứ. Cười cái này là cười xỉu luôn chứ không phải giỡn đâu. Cô quý vị biết rằng cái bà cụ này á quý vị, cái bà cụ này á bà có một cái hàm răng giả. Hàm răng mới là hàm răng giả. Mỗi tối bà ngủ á là bà lấy hàm răng giả cái bà chà. Bà chà ngày đâu bà chà xong bà cũng để vô cái bọc bà buộc lại cô cái đầu năm. Bữa nay bà chà xong bà quên, bà không bỏ vô bọc, bà để ngoài đại ngay chân cái đầu nằm để không à. Bà để ngoài với đại vậy đó. Chùa mình á thì mấy con chuột nó cũng đặc sắc lắm. Tối lại nó tha cái hàm răng dở mất tiêu. Mới có hừng sáng 2 giờ mấy thức dậy cự lộn nguyên một phòng ôm xùm. Bà nào tham vô duyên gì? Hàm răng của tôi đâu trả ra. Trời ơi nó nghi tới nghi lui cái hàm răng. Cuối cùng con chuột nó tha vô nhà vệ sinh nó để trong à. Đúng là cái gì cũng có hết. Rồi mình qua mình nói bây giờ những đứa hỏi bà nè. Cái hàm răng của bà ai mà dám đeo mà lấy làm chi trời? Lấy cái gì chứ ai mà lấy hàm răng, ai mà đi cướp răng? Vậy đó quý vị mà cũng xử lý nữa đó. Mới có 2 giờ mấy ở phòng úm xùm hết chân. Cuối cùng mình qua mình hỏi cái gì? Là thầy cái hàm răng của con mà bà nào lấy mất tiêu rồi. Nó thấy không? Trời ơi phải xử lý cái hàm răng cuối cùng cho mấy thầy gọi điện biên đi kiếm. Đi vòng thấy cái hàm răng trong nhà vệ sinh. Chuột ác đạn nó tha vô nhà vệ sinh chẳng. Thấy không? Nó chuyện gì cũng có hết trơn quý vị. Ở thế gian này không có chuyện gì mà không có hết trơn quý vị, thấy không? Nó bị cười vậy bị thấy mệt không? Mệt đó. Trời ơi, có khi cười mà tự nhiên nha. Có cái cô quay phim lại, trời ơi, những đứa nói bà cười bà làm nè. Bà cười á, cười nét tim mấy vị. Cười mệt quá, thở không được á. Một chút những đứa ra bà nói, thầy mà nói một chút nữa chắc con chết nữa. Chịu không nổi luôn á. Nó cười nó cũng mệt nữa mấy vị à. Bây giờ phải dừng lại đừng cười nữa. Phải dừng lại liền mới được. Thấy mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn rồi đó. Nói quý vị nhớ nghe, cái ở thế gian này nghe quý vị, buồn quá thì cũng không được, mà vui quá thì cũng không được. Phải dừng lại, thấy không? Phải bình tĩnh cái tần số lại mới được. Chứ không thôi là một chút là chết. Nói quý vị biết rằng á, ngày Chủ nhật này tại sao nó cứ đông suốt quý vị? Là nó vui. Mà nó vui như vậy là từ đâu? Cô Phật hiểu. Vì nghe Ấn Tổ ngày nói một công đoạn nè. Ấn Tổ ngày nói một công đoạn nè quý vị. Rồi quý vị mới thấy cô Phật hiệu này quá đặc biệt. Mà Ấn Tổ ngày đã trải nghiệm hết Đại Tạng Kinh luôn. Lượt hết Đại Tạng Kinh luôn quý vị. 30 năm lào thuộc Đại Tạng Kinh hết.
Đại Tạng Kinh đó quý vị, mãn tổ thuộc Đại Thế Chí Bồ Tát mà. Chứ ai mà đọc thuộc Đại Tạng Kinh, ăn tổ ngày diệt Đại Tạng Kinh luôn. Những cái gì trong Đại Tạng Kinh, những cái văn tự nào mà ngài coi qua là ngài biết văn tự nó nên để hay không nên để luôn. Ăn tổ ngài có bản lãnh như vậy quý vị. Mà ngài nói một câu nè: Đại sư Ấn Quang khi nhập thất hơn 30 năm tại Phổ Đà Sơn, chùa Pháp Vũ, ngài ở trong Đại Tạng Kinh các đã đọc thuộc hết Đại Tạng Kinh, rồi tổng kết bằng hai câu nói để lại cho chúng ta. Không? Đọc thuộc hết Đại Tạng Kinh, cười khang tiếng luôn, không giỡn đâu, phải lấy sức lại mới được. Ấn tổ ngài để lên hai câu cho chúng ta này quý vị: quy căn kết đỉnh cao thâm xứ, chỉ tại hồng danh nhất cú chung. Đây là nguyên văn. Việc dịch nè: cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất, chỉ trong một câu hồng danh Di Đà. Đây gọi là tinh hoa rồi quý vị, còn dòng do gì nữa. Nên những đức nói quý vị, có khi đọc văn sao của tổ không nắm được cái cương lĩnh đâu. Đọc văn sao đồ của tổ không nắm cương lĩnh. Tổ trí tuệ lớn quá, tất cả cái gì ai hỏi tổ, tổ đều trả lời được hết. Tu thiền, tu mật, di thức, học bất cứ một cái pháp tu nào tổ cũng có thể dạy được hết. Ngoài Phật pháp tổ cũng dạy được luôn. Nho gia Ấn tổ cũng thông luôn, đạo gia Ấn tổ cũng thông luôn. Có nghĩa là pháp thế gian, sức thế gian tổ thông hết hoàn toàn luôn. Nên trong văn sao của Ấn tổ rất nhiều cái hỏi tổ đều trả lời được hết. Nhưng nếu quý vị không có một cương lĩnh tu tịnh độ thì quý vị sẽ bị tạp tu liền. Cũng là đọc sách tổ nhưng tạp tu, vì không nắm được cương lĩnh. Đây mới là cương lĩnh nè, cương lĩnh chính nè. Quý vị thấy chư tổ sư có một cái góc độ đặc biệt mà quý vị phải để ý chỗ này. Chư tổ sư khi chích lục văn tự của người trước là chư tổ sư đều chích lục những cương lĩnh chính của tịnh độ để phát diễn tính nguyện cho người tu tịnh độ. Đây là cái góc độ mà phải để ý nè. Người trước có trí tuệ đã làm như vậy, bây giờ tới đời ta học tịnh độ cũng phải học như thế nào? Có thể học nhiều vị tổ sư nhưng toàn bộ là lấy tinh hoa chính nhất. Cái kết cục của cuộc đời chư tổ sư là gì? Niệm Phật cầu sanh cực lạc, lấy cái tinh hoa này để mà hướng người. Như vậy thì người nghe nhất định sẽ đi vào chỗ trọng tâm niệm Phật mà không bị lạc lối con đường tu. Đây mới là cái đặc sắc của chư tổ sư chỉ dạy mình. Nếu như quý vị mà không có góc độ này là chắc chắn dù có đọc sách chư tổ sư cũng tạp tu nữa. Vì cái trí tuệ hùng biện của các ngài có một cái khả năng tổng trì, có một cái khả năng tổng trì, còn ta đâu có khả năng tổng trì. Nên chúng ta phải có một cái khả năng là nhận thức vào một cái cạnh nào đó chuẩn nhất, để bắt nguồn từ cái cạnh đó để mà mình đi vòng được một vòng rộng xa. Bây giờ ta là phàm phu phải đi đâu rồi mà hướng đến cái chỗ rộng xa? Phải nhất định một tiêu chuẩn niệm Phật về thế giới cực lạc. Về thế giới cực lạc rồi muốn đi đâu để độ sanh thì đi, chắc chắn không? Đây là cái chỗ chắc chắn 100%. Nếu như tu tịnh độ mà không nắm được cái cương lĩnh này thì quý vị nhất định cũng thành tạp tu luôn. Bữa nay đọc gì, tổ dạy gì mà, ngày mai đọc khác, tổ dạy gì mà, cuối cùng chúng ta thành tạp tu luôn. Rồi tự nhiên nó nhiều quá trong đầu mình, cái gì cũng tổ dạy, cuối cùng nó thành tạp. Thành tạp mà là do gì? Chính mình không có một cương lĩnh để mà tu cho chuẩn xác. Có thể nắm được một cương lĩnh tu là phải ngay chỗ nào quý vị? Ngay chỗ nào? Người này phải siêng năng niệm Phật. Người này các ngài bấm số niệm Phật mới cảm giác được câu Phật hiệu này nó thù thắng cỡ nào. Rồi lúc đó quý vị mới có thể có một cương lĩnh, nhận thức được lời dạy của tổ. Còn nếu như quý vị không hành trì pháp môn tịnh độ, quý vị không niệm Phật thì chắc chắn rằng quý vị không thể nào mà quý vị có thể nhận thức được cương lĩnh của tổ sư. Cương lĩnh này là chính nhất rồi đó quý vị. Đây là một cái văn tự đặc
biệt sâu sắc. Tại vì sao? Vì hơn 30 năm việc đại tạng kinh thuộc lào lào, như vậy mà nêu lên một câu chuẩn cho chúng ta để tu luôn, để lại cho đời. Cội nguồn tột đỉnh thâm sâu nhất, cội nguồn là tổng kết Phật Pháp, là cội nguồn thâm sâu nhất. Tổ nhấn mạnh thâm sâu nhất chỉ trong một câu hồng danh Di Đà. Không, đó, nó phải đi trọng tâm như vậy đó, tuyệt vời như vậy đó. Bây giờ cái cội nguồn thâm sâu nhất này là Đại Tạng Kinh, cội nguồn thâm sâu nhất, nhưng các ngài quy về để cho chúng ta tu chỉ trong một câu hồng danh Di Đà. Nên Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không giảng thuyết thì nói rằng là 49 năm Đức Thế Tôn thuyết pháp, một câu A Di Đà Phật bao trùm gọn hết trơn rồi. Pháp môn tịnh độ này là pháp môn giải quyết vấn đề khổ đau cho nhân sinh thời mạt pháp. Sự khổ đau cùng đốn ở trong thời mạt pháp này, pháp môn tịnh độ này cứu giúp được nè. Bây giờ kinh Vô Lượng Thọ nêu lên rằng khi giáo pháp Đức Thế Tôn diệt tận thì kinh Vô Lượng Thọ lưu hành lại thêm 100 năm. Kinh Vô Lượng Thọ là kinh chúng ta đang tụng, lưu hành thêm 100 năm. Khi giáo pháp tất cả kinh giáo diệt tận, kinh Vô Lượng Thọ lưu hành lại 100 năm. 100 năm để cho chúng ta nhận thức rằng bộ kinh Vô Lượng Thọ là để tán thán danh hiệu Đức Phật A Di Đà, bộ kinh Vô Lượng Thọ là để phô diễn thế giới cực lạc một hoàn cảnh tốt đẹp. Khi chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta thích về thế giới cực lạc, mà muốn về thế giới cực lạc thì quy về cái chỗ là niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà. Nên nguyện thứ 18 là trung tâm của 48 lời nguyện. Trung tâm của 48 lời nguyện: chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, niệm danh hiệu ta, chí tâm tinh ưa. Chí tâm là một phương hướng. Đại sư Thiện Đạo là Phật A Di Đà quá thăng, ngài giảng về hai chữ nhất tâm. Nhất tâm là như thế nào? Nhất tâm là từ khi gặp tịnh độ, từ khi gặp tịnh độ là không đổi phương pháp, là nhất tâm không loạn, là dù nghe ai nói pháp gì hay cũng không dao động tâm, gọi là không loạn. Nhất tâm không loạn là người này gặp tịnh độ niệm một câu A Di Đà Phật, niệm suốt cuộc đời, gọi là nhất tâm không loạn. Quý vị nghe một cái là tự nhiên quý vị thấy mình phát tâm tu được liền, tại vì việc này mình làm được. Nên nguyện thứ 18 là chúng sanh mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tinh ưa. Chí tâm, chí tâm là một phương hướng. Tinh ưa là thích thú niệm A Di Đà Phật, một phương hướng niệm A Di Đà Phật, vui vẻ cái niệm A Di Đà Phật là chí tâm tinh ưa. Chúng ta nói văn tự dễ nghe nhất, dễ hiểu nhất, là có phương hướng chuẩn niệm A Di Đà Phật, nghe danh hiệu A Di Đà Phật vui thích. Đến khi mệnh chung, Phật A Di Đà nói người này chỉ cần niệm từ một niệm cho đến 10 niệm, mà một niệm này cho tới 10 niệm này là lúc nào đã niệm rồi, lúc còn sống đã rèn được tính nguyện niệm được rồi. Nhớ đừng có đợi đến lúc chết nghe. Nhớ đó, lúc còn sống đã niệm được câu A Di Đà Phật tính nguyện vui vẻ, và câu A Di Đà Phật này niệm mỗi ngày đã có phương hướng, đã có niềm vui, đã phát tâm cầu sanh cực lạc. Như vậy thì người này nhất định sẽ không buồn chồng, buồn vợ, buồn con hay bị người ta lấy nhà, lấy của. Người này sẽ không buồn chết. Vì sao? Vì người này tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc, nên người này không buồn chết những sự việc đó. Như vậy thì chúng ta mới gọi là người nhìn thấu buông xuống, phát Bồ Đề tâm niệm A Di Đà Phật. Nhớ, hãy nhớ đó quý vị, việc này quan trọng lắm đó. Chứ không phải là chờ đến khi gần chết mới niệm A Di Đà Phật, mà là câu A Di Đà Phật này tổ sư là dạy mình là lấy câu Phật hiệu này là phát linh lời nguyện cả đời để niệm, cả đời để niệm, niệm cả đời luôn. Dù quý vị hiện tại đang niệm Phật còn làm việc gì sai, nhưng mà quý vị cứ niệm câu Phật hiệu này, đừng bao giờ bỏ. Niệm giết rồi nó cũng chốc gốc luôn. Đừng có bỏ cuộc, đừng có nói rằng bây giờ tôi tu mà tôi làm sai vậy, bây giờ tôi chán tôi không tu. Không tu vậy là chúng ta rớt luôn rồi, rớt luôn rồi. Thí dụ như bây giờ mình nghe thầy nói vậy, nhưng mà mình đi về nhà ông chồng ông nhậu, mình tức quá, mình cự ổng, mình chửi ổng, xong bữa sau nói tôi nghỉ tu rồi. Tu gì đâu mà giềng cái là sân si, nghỉ tu rồi, đổ hết trơn rồi, chán quá. Đừng có chán, đừng có chán, đừng có chán. Đây là khảo đảo thử thách. Khi mình nghe gì mình an lạc, mình vui, nhưng mình về mình thấy ông chồng ổng nhậu nhẹt, ổng làm ngược lại mình tức quá. Vì mình là còn phàm phu nên mình lỡ mình chửi ổng, thì mình nói với ổng tôi lỡ chửi ông rồi, nhưng thôi bỏ qua, ông có bỏ qua cho tôi không? Không thì thôi ông không bỏ qua, thôi tôi bỏ qua.
Tôi bỏ qua, tôi tiếp tục niệm Phật nữa. Tôi biết rồi, công phu tôi còn yếu. Tôi còn yếu, tôi yếu không được ra gió. Là sao? Là yếu nên mai mốt tôi sẽ không dám dính tới cái chuyện của ông nữa, dính tới cái chuyện nhậu nhẹt của ông nữa. Vì tôi yếu, tôi biết rồi. Vừa nghe thầy nói vui vậy mà về nhà thấy ông làm ngược lại là tức tối lên. Rồi trong lòng nói chửi ông đại đi, chửi đi, chửi đi. Rồi tôi còn kìm lại A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Trong tâm nói chửi đi, chửi đi, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chửi đi, chửi đi, chửi luôn. Nghĩa là mình yếu hơn thằng chửi, mình yếu hơn nó, đúng không? Mình yếu mình biết rồi, mình biết là mình phải luyện công, mình phải luyện công lại. Tại vì mình yếu mà, mình yếu mình không dám ra gió, thấy không? Mình biết yếu rồi, phải luyện công. Chứ không phải yếu rồi, lỡ rồi, sai rồi, bây giờ nghỉ tu. Trời ơi, tu bao nhiêu ông chồng cũng làm đổ hết rồi, chán quá, nghỉ tu luôn. Bây giờ hung dữ luôn, hổ mẫu luôn, vậy là thua, thua rồi. Nó tính nguyện là nói cái gì? Tính nguyện là nói gặp chuyện như vậy mà vẫn phải niệm Phật. Phải niệm Phật, phải niệm Phật, phải niệm Phật. Niệm hoài, niệm hoài, niệm chừng nào luyện được vượt qua hết mọi chuyện luôn. Đó. Chúng ta chia sẻ như vậy nó phù hợp vào phàm phu chúng ta dữ lắm quý vị. Rất phù hợp. Nhiều người người ta cũng bị bỏ đạo là do gì? Người ta lỡ sai. Ta nghĩ rằng lỡ sai rồi, trời ơi công mấy năm nay tu bây giờ đổ hết trơn rồi, đổ hết rồi. Bây giờ chán quá, làm lại từ đầu, ngán ngẩm quá. Ngán ngẩm thì làm sao có. Đừng có nghĩ rằng làm lại từ đầu. Đừng có nghĩ rằng ly nước nó đầy, bây giờ đổ hết rồi, bây giờ đi múc nước lại cực quá. Thà cực mà đi múc nước vẫn là có nước, còn hơn không múc nước thì làm sao có nước. Dù con người chúng ta có hư hỏng, dù chúng ta có lấy bao nhiêu người chồng người khác, dù chúng ta làm gái mại dâm ngoài đường, nhưng bây giờ mình nghe đạo rồi, mình đã lấy bao nhiêu người đàn ông như vậy, bây giờ mình nghe đạo mình dừng lại thì mình còn có thể làm người. Còn nếu như mình không dừng lại thì mình tiếp tục lấy thêm bao nhiêu người đàn ông nữa. Thí dụ như cuộc đời của mình là có thể sống với 1.000 người đàn ông, nhưng mà bây giờ mình sống được với 500 người đàn ông rồi, thì thôi chúng ta tạm dừng từ khi nghe Phật Pháp. Bây giờ phải cố gắng dụng công tu để hóa giải với 500 người đàn ông này. Xin thưa quý vị, có những người người ta ngoài đời người ta làm gái, có thể một đêm người ta sống với rất nhiều người đàn ông, thì một năm là bao nhiêu người đàn ông mà cả đời người ta làm gái gì quý vị nghĩ? Bao nhiêu người đàn ông cuộc đời người ta, nó đều là có trả cái giá của nó quý vị. Nên Phật mới nói một câu cho tất cả những người tạo nghiệp quay đầu. Phật nói quay đầu là bờ các con. Các con nghe đạo chứ con chỉ cần quay đầu là các con có cơ hội liền. Đức Phật vô cùng từ bi, dùng một câu có thể bao gọn hết luôn. Quay đầu là bờ. Đó. Đây là chúng ta nói đến cái đoạn mà cái người quá sai lầm mà quay đầu còn thấy bờ bến. Và niệm Phật cũng được giảng sanh luôn. Phật quá từ bi. Quý vị phải nhớ rằng pháp môn tịnh độ này, Phật đang chú trọng độ ai? Độ phàm phu. Độ phàm phu. Bây giờ quý vị nghĩ đi, 41 vị đại sĩ ở bên cạnh của Tỳ Lô Giá Na Như Lai ở Hoa Tạng, như vậy mà cũng niệm Phật cầu sanh cực lạc. Họ là đại sĩ, cương vị của các vị này cùng với Bồ Tát Quán Thế Âm là ngang nhau. Các ngài niệm Phật cầu sanh cực lạc là vì ai mà niệm Phật? Vì chúng ta mà các ngài niệm Phật. Các ngài niệm Phật để cho phàm phu chúng ta thấy rằng các ngài còn niệm Phật, tại sao chúng ta không niệm Phật? Các ngài còn cầu sanh cực lạc, tại sao chúng ta không cầu sanh cực lạc? Là các ngài vì chúng ta mà các ngài niệm Phật. Hiểu không? Còn bậc A-la-hán, bậc A-la-hán đã siêu vượt tam giới rồi, là các ngài không bị dòng sanh tử buộc ràng được rồi. Vậy mà các ngài phải niệm Phật cầu sanh cực lạc, là vì ai? Vì chúng sanh mà các ngài phát Bồ Đề Tâm niệm Phật cầu sanh cực lạc đó. Như vậy thì pháp môn tịnh độ này không phải là Đức Phật hướng cho bậc đại sĩ A-la-hán, mà Đức Phật đang chú trọng chúng sanh chúng ta trong thời mạt pháp này. Đúng không? 100% luôn. Đó. Nên từ nơi đó pháp môn tịnh độ này là Đức Phật mở ra một con đường để độ sạch những chúng sanh trong thời mạt pháp này nè. Chỉ có tịnh độ thôi. Nên quý vị là người xuất gia, hàng cư sĩ, mình đều có khả năng để mà truyền pháp môn tịnh độ này hết. Cư sĩ cũng có khả năng luôn. Chỉ cần quý vị nắm câu Phật hiệu này cho chắc mà niệm đi, rồi tự nhiên quý vị sẽ biết vậy người ta niệm Phật à. Tự nhiên luôn. Nhận đức cũng y rang quý vị luôn, không khác một chút nào hết chứ. Y rang luôn. Nhận đức nói, nhận đức không hiểu nhiều bằng một số vị cư sĩ ngồi đây luôn á. Không hiểu nhiều bằng các vị ngồi đây luôn á. Nhưng vì sao nhận đức mạnh dạn nói pháp môn tịnh độ? Vì nhận đức niệm Phật.
Nhờ niệm Phật mà nói mạnh dạn được. Quý vị biết tại sao mà Nhân Đức lên nói chuyện không sợ không? Vì Nhân Đức đâu có sợ. Nhân Đức có Ai Di Đà Phật mà có cái gì quên thì Nhân Đức quay về Ai Di Đà Phật. Còn nhiều người, người ta lên người ta nói một chút là người ta không nói được, vì người ta không có cái gốc để người ta quay về. Người ta nói một chút rồi người ta lạc lối luôn. Tự nhiên người ta nói một chút người ta hết biết nói cái gì chân à. Rồi người ta muốn xào cái văn tự cho nó bóng bẩy thì tức khắc người ta sẽ phát cái tâm của phàm phu, thì nhất định nó có giới hạn. Còn nếu như quý vị đừng có nghĩ rằng cái sự khen chê là quan trọng, thì tức khắc quý vị là muốn khuyên người ta niệm Phật thì nó phát tự tánh. Mà tự tánh thì nó không có giới hạn đâu quý vị à. Trong tự tánh làm Phật này nó đầy đủ lưu lót sẵn có bên trong hết luôn. Chỉ cần tin vào chỗ đó thì nó sẽ phát triển rất là rộng rãi, nó không bao giờ có giới hạn đâu. Còn nếu như quý vị nghĩ nói để cho người ta khen là tâm phàm phu để nói nên nó có giới hạn liền. Nói nó không có logic từng câu từng chữ mà nó có giới hạn đó quý vị. Nên mình phải tin câu Ai Di Đà Phật, lấy câu Ai Di Đà Phật làm chính, làm gốc chính để mà tu là đúng rồi đó. Nó đặc biệt lắm. Đó, nhớ đó. Vì sao phải cần máy bấm số niệm Phật? Thấy không? Quý vị thấy những đức chích lục những cái văn tự quan trọng không? Đây là những phương pháp tu mà mình thấy áp dụng phù hợp nè. Vì sao phải cần máy bấm số niệm Phật? Máy bấm số là phương tiện tu mót, nhắc mình siêng năng mót câu Phật hiệu, có lợi ích lớn cho hạng phàm phu chúng ta, đúng không? Câu này những đức chia sẻ mà một số hàng cư sĩ người ta trên mạng người ta chích lục ra hết. Những đức soạn lại, những đức coi, những đức thấy câu gì hay những đức lấy lại đọc lại luôn, thấy hay. Có khi mình giảng qua rồi mình quên mất tiêu, mình không có để ý tới, nhưng mà người ta nghe câu gì hay nó ghi lại hết chứ, để lên mạng chia sẻ cho trên mạng nhiều lắm đó. Rõ ràng chiếc máy bấm số này nó rất lợi ích cho phàm phu của chúng ta để mót câu Phật hiệu, rất đúng à. Mà phương pháp này nó rất là đặc biệt phù hợp trong thời đại hôm nay quý vị. Chiếc máy bấm này nè rất là phù hợp vô cùng luôn á đó. Từ nơi đó mà cả ngày bấm số niệm Phật, quý vị thấy cái lợi ích của nó. Ví dụ như ngồi trong đây có những cô mang nghiệp phá thai nè, bây giờ các cô muốn hóa giải cái nghiệp phá thai này sao? Niệm Phật. Những đức nói chân thật cho các cô nghe chứ, nếu các cô có một đứa con gái mà đứa con gái này mấy cô muốn nó sau này nó không bị mang nghiệp phá thai thì phải như thế nào? Niệm Phật. Đứa bé này chỉ cần chân thật niệm Phật và biết ăn chay, biết phóng sanh thôi thì đứa bé này sau này nhất định sẽ không dính vào cái nạn phá thai. Vì sao? Vì cái nghiệp về phá thai nó tiêu rồi. Quý vị nhớ nè, chúng ta mà mang nghiệp phá thai mà đi phá là do vì cái hành động mình á. Do cái hành động mình nó không có nghe đạo rồi nó tùy tiện, thì cái tùy tiện nó sẽ đến cái tùy tiện thôi. Cái tùy tiện nó sẽ đến cái tùy tiện. Và những cái quan hồn mà đến mà để cho chúng ta phá thai cũng là thiếu phước thiếu duyên. Chúng ta đến với cái người kia là vì ham vui nên cũng là thiếu phước thiếu duyên mà cùng đến với nhau làm chuyện đó. Thì khi làm chuyện đó thì những cái thành phần nhập vào để mang thai cũng là thiếu phước thiếu duyên để nhập vào. Đều là hoàn toàn thiếu phước thiếu duyên để đến với nhau thì cuối cùng chúng ta mới mang nghiệp phá thai. Mà đầu mối của phá thai là vì chúng ta ham vui, cuối cùng mới phá thai. Còn nếu như một đứa trẻ biết ăn chay niệm Phật, biết tu hành như vậy thì đứa bé này rất chuẩn về cái tâm, nó sẽ không tùy tiện trao thân cho người thì làm sao nó mang cái nghiệp phá thai. Nhớ đó. Rồi sau này đi có chồng cũng không bị phá thai luôn. Vì sao? Vì cái số mệnh là được hai đứa con, mà chồng vợ đều chấp nhận, vì vợ chồng này là đủ duyên đến với nhau là vợ chồng. Mà phước duyên của người này lớn nữa nên con đến là hai đứa hay ba đứa là đều được sanh hết, không có phá. Là nó tự nhiên nó đến khi hai vợ chồng này đến với nhau. Mà hai vợ chồng này đến với nhau vì biết tu nên cũng điều tiết chứ không phải là quá đáng. Có khi vợ chồng mà không có tu mới đến với nhau nó quá đáng vậy lắm. Cái quá đáng này sau này nó sanh con rất là ngu. Cái chuyện mà quá chăn gói nhiều sanh con ra là con rất là ngu. Vì sao vậy biết không? Vì khi quá gần gũi với nhau thì cái tinh của đàn ông nó bị yếu đi. Cái hạt giống nó yếu rồi. Mà hạt giống này nó đã yếu rồi thì nó sanh con ra, đầu óc nó không thông minh bằng cái hạt giống chắc. Quý vị công nhận rằng quý vị gieo hạt lúa, lúa mà giống chắc thì chắc chắn là lúa này sẽ mạnh. Nhưng lúa mà hạt giống yếu thì lúa này chắc chắn lên sẽ rất yếu. Nên tổ dạy không có sai, ấn tổ dạy không có sai chút nào chứ. Nên khi người đàn ông quá chăn gói nhiều thì tức khắc tinh yếu đi. Tinh đã yếu rồi thì nó có kết giống đi chăng nữa thì nó sanh ra hạt giống này yếu, đứa con này yếu. Mà có khi vợ chồng đã có rồi
vậy mà còn chăn gói nữa thì sanh ra đứa con mình mẩy bệnh hoạn rẻ chóc dơ giấy vô cùng. Vì sao? Vì nó đã mang rồi. Mà khi gần gũi nó thì cái tinh này nó bao bọc đứa bé lại, khi sanh rất là khó. Khó sanh đứa bé này ra, mà khi sanh được đứa bé nó bị mình mẩy dơ giấy, nào là rẻ chóc đồ dơ giấy lắm, hoặc là đứa bé này nó nặng quá, nó bị dị tật, bị này kia. Tại vì cái chất tinh nó quá độc địa, nên giữa cái tinh người đàn ông và đàn bà nó kết hợp, nó quá giải bớt chất độc lại. Từ nơi đó mà tổ nói rằng là mình phải hiểu, mình phải hiểu. Nên con mà từ khi còn nhỏ mà biết tu hành niệm Phật ăn chay là nó quá giải rất nhiều cái nghiệp. Nó đã quá giải rất nhiều cái nghiệp thì cái việc mà nó mà chung chạ với người khác cũng không có tùy tiện đâu. Không tùy tiện. Chúng ta tùy tiện là do gì? Chúng ta không có nghe đạo sớm nè. Không nghe đạo sớm mình mới tùy tiện nè. Chứ mình mà nghe đạo sớm là mình không bao giờ tùy tiện. Mà mình đến với nhau đều là cái chuyện sanh con đẻ cái đàng hoàng, chứ không có cái chuyện mà gì ham vui quá đáng mà đến với nhau, không phải đâu quý vị. Chúng ta là phần nhiều do không nghe đạo mà mình mới như vậy đó. Nó nên á, mình mà có dính cái nghiệp phá thai này thì chỉ có pháp môn Tịnh Độ thì mới cứu độ được thôi. Mà cách nào để cứu độ, cách nào sám hối về? Cách nào cứu độ, cách nào sám hối nghe nè. Cách sám hối là bằng cách nào? Không phải là chúng ta phá thai rồi bây giờ nghe đạo, không phải chúng ta đến đây quỳ trước Phật, chúng ta khóc lóc với Phật, không phải chúng ta quỳ trước Phật chúng ta nói rằng Phật ơi, Phật tha thứ cho con. Con lỡ mang nghiệp phá thai rồi, bây giờ con nghe đạo, con biết con có lỗi, con có tội rồi, Phật tha thứ cho con đi, Phật, Phật tha thứ cho con. Không phải, bậy, không phải. Không có cái chuyện Phật tha thứ hay Phật không tha thứ. Phật chỉ có đem giáo dục để dạy, chứ Phật không có nói rằng là tha thứ hay không tha thứ. Hoặc là cái chuyện đọa lạc là do chính mình tạo, như thế nào mình đọa như vậy thôi. Mình gieo nhân gì gặt quả báo đó thôi quý vị à. Nên chúng ta khi nghe đạo phải hiểu cái nguyên lý này. Cái nguyên lý sám hối là bây giờ chúng ta nghe đạo, chúng ta quỳ trước Phật, chúng ta nêu lên rằng, nêu lên để cho những cái phần hồn chưa siêu đi theo mình mà người ta nghe luôn. Là chúng ta nêu lên rằng, hôm nay con quỳ trước Phật, con xin sám hối từ tâm của con. Cái việc làm con đã sai rồi, con sai rồi. Từ hôm nay con quỳ trước Phật, bất cứ cái sự khổ đau gì của bản thân con đều vui trả nợ hết. Vì con đã từng phá thai giết các cháu, mẹ xin chịu trả nợ cho các con. Các con cũng muốn làm gì mẹ cũng được. Mẹ có bệnh đau cỡ nào mẹ từ hôm nay sẽ không hờn trách. Mẹ sẽ thành tâm niệm Phật nguyện cho các con siêu thoát. Còn các con muốn làm mẹ như thế nào, sự đau đớn nào mẹ cũng vui trả. Vì mẹ hiểu rồi, việc làm của mẹ là sai rồi. Đây mới gọi là thật sự phát lồ sám hối. Phải nhớ. Chứ không phải rằng là cầu Phật tha thứ hoặc là cầu mình hết bệnh, không phải. Vậy mình đã làm nghiệp, tạo nghiệp, bây giờ mình đi cầu cho mình hết là sao? Không có được vậy. Mình cầu vậy là mình còn chấp cái thân mình, làm sao mà sám hối. Nghe không? Nó phải nghe để hiểu á. Nó nên từ nơi đó pháp môn Tịnh Độ này thù thắng lắm quý vị à. Rất là thù thắng. Nên chúng ta nghe Tịnh Độ rồi thấy nó đặc biệt lắm quý vị. Nghe những văn tự này tổ dạy nè: cắt bỏ tình ái. Người đời đối với người cốt nhục phần nhiều thường ái luyến, lại xem tài sản như tánh mạng cũng đều tham đắm không quên. Lòng trượt thế bên đây nặng nề, tâm Tịnh Độ bên kia tự nhiên nhẹ mỏng. Đến lúc mạng chung thần hồn ắt đi về chỗ nặng. Ví như một cây to nghiêng nặng về bên nào, sau này lúc ngã đổ sẽ tự nhiên ngã đổ về bên ấy. Đó là lẽ tất nhiên. Những văn tự tổ sư dạy vị thấy công nhận là hay chưa? Bây giờ cái tâm quý vị đang nghiêng về đâu? Nghiêng về đâu? Nên tổ mới nói là cắt bỏ tình ái. Cắt bỏ tình ái là cắt cái gì? Cắt từ cái tâm nè. Cái tâm này nó không ô nhiễm dính mắc á. Còn cái chuyện bên ngoài, cái cuộc sống thì nó tự nhiên, hết trách nhiệm mình thôi. Luyện được cái tâm nè, cắt bỏ được tình ái. Cũng như có ông bà cụ này hơn 80 tuổi đi đến đây tu, xin ở một tuần lễ, ở được có 4 ngày đi về. Những đứa hỏi: ủa ông bà vô đây tu một tuần lễ mà sao có 4 ngày đi về ơi? Thầy ơi thầy, con vô đây tu mà mỗi ngày con lên con niệm Phật mà con nhớ con chó ở nhà, không biết ai có cho ăn nó hay không. Nhà con một con chó tội nghiệp thầy ơi, thương nó lắm luôn á.
Còn cái mảnh đất vườn á thầy, mảnh đất vườn không biết trái cây không có ai bẻ không. Thôi thầy ơi, thầy con tịnh tu từng thấy cũng an lạc lắm, 4 ngày thích lắm, nhưng mà thôi thầy ơi về chứ để không biết con chó nhà sao, miếng vườn sao thầy ơi. Thấy không? 80 mấy tuổi vậy thì nghiêng về đâu? Nghiêng về mảnh vườn, nghiêng về con chó, nghiêng về đây nặng rồi. Như vậy thì tâm tịnh độ sẽ nhẹ thôi. Phân tách như vậy rất dễ hiểu. Quý vị đang niệm Phật cầu sanh cực lạc, nghiêng về đâu nặng? Tự kiểm đi, mình biết mình đó, tự kiểm mình đi. Dù là vợ chồng đi chăng nữa, quý vị mỗi một vợ hay một chồng kiểm đi. Bây giờ giữa em với anh thương nhau, đến với nhau cả đời sống với nhau, nhưng mà bây giờ em với anh cùng niệm Phật cầu sanh cực lạc, như vậy thì chúng ta cùng phát tâm về cực lạc để gặp nhau, làm bạn Phật ở cực lạc, làm Bồ Tát ở cực lạc, thấy không? À, phát tâm như vậy đó. Chứ không phải nói rằng hỏi anh bây giờ niệm Phật rồi mà anh đang nghiêng về đâu. Thì người chồng này cái lúc ở bên vợ, anh nghiêng về em thua. Em không nghe thầy giảng hay sao? Chúng ta là đến với nhau vì cái nhân duyên, duyên hợp thì gặp, mà duyên hết thì xa. Bây giờ nếu anh nói anh nghiêng về em thì cái tâm của anh nó giả dối thì cũng không đúng, mà thật thì nhất định chúng ta không giải thoát. Mà đời sau chúng ta nó đổi thân đổi xác, vậy thì anh và em có gặp nhau cũng không biết nhau. Bây giờ em muốn chúng ta có thể biết nhau mãi mãi, như vậy thì chúng ta phải nghiêng về Phật A Di Đà. Anh, em, con, gia đình cùng nghiêng về A Di Đà Phật thì chúng ta cùng đi trên con đường giải thoát. Nghe không? Đặc biệt chưa? Có nghĩa là cùng đi trên con đường giải thoát. À, có cái cô này, cô gặp Nhân Đức, cô còn trẻ lắm, cô hỏi Nhân Đức: thầy ơi, bây giờ á, con với chồng con biết niệm Phật rồi, cùng hướng nhau về con đường giải thoát, nhưng mà lâu lâu chồng con vẫn hôn con, có được không thầy? Nhân Đức nói: bà cái này cũng hỏi nữa, muốn hôn thì hôn, nó muốn hôn cái gì thì hôn cái này. Tại vì sao? Đó là cái thân tứ đại thôi, thấy không? Sống với nhau nó có tình cảm một chút, nhưng mà đừng có chấp vào chỗ này. Ý Phật kêu đừng có chấp vào cái chỗ này, mà nên nghiêng về thế giới cực lạc. Quý vị biết phàm phu chúng ta nó ưa có nghĩ không đúng lắm. Có khi nó kêu á, đừng có nghiêng về cái gì, cái anh cũng được không tôi, không được nắm tay tôi. Cuối cùng á, bây giờ tôi với anh cách ly nhau đi, trong nhà cách phòng đi. Nó cách phòng có không? Có. Cách nay 5 năm về trước, Nhân Đức biết một cặp vợ chồng này ở bên nước ngoài nghe Pháp. Hai vợ chồng còn trẻ, mới có 30 tuổi thôi, mà cách phòng, ở cùng một nhà mà cách phòng. Mỗi một người vợ người chồng cái phòng, không gần gũi với nhau luôn, không gần gũi, không có tiếp xúc nói chuyện gì với nhau nhiều, lo niệm Phật không. Mà ngày xưa lúc đó thôi, Nhân Đức đã nói cách này không thấy ổn, không ổn. Nó cách được bao lâu đây? Đó. Nó làm một cái vách ngang gì mỗi người một bên, nhưng mà bên kia nó cũng khó ngủ, bên đây nó cũng khó ngủ. Nó cứ lục đục bên kia bên á, bên kia nó lục đục, bên đây nó lục đục, vậy thì cách phòng chi trời hả? Thà nó cùng một phòng mà nó trò chuyện rồi nó cùng tu, có nghĩa là cùng tu, cùng thấy sống cuộc đời rất là vui vẻ, mà cái tâm nó không dính mắc cõi đời này, vậy là đúng rồi. Tạo dựng ra một gia đình như vậy thì tự nhiên người thế gian nhìn Phật Pháp gì là được, đúng rồi. Đúng rồi. Còn cái này nó cách phòng, mà nhiều khi cái phòng nó có cái lỗ nhỏ thì ngồi bên đây mà nhìn qua bên kia, hoặc là hút gió. Vậy thì thua, thua rồi đó. Thấy không? Thua rồi. Nó cách thân mà nó không cách được cái tâm, vậy thì không có đúng. Nó làm cho miễn cưỡng mình lắm, nó làm cho rất miễn cưỡng mình, mà nó rất nặng nề mình, hiểu không? Nó phải thông được cái tâm đó đó thì tức khắc tu tuyệt vời, tu không có khó. Thấy không? Đã là lập vào cái chuyện vợ chồng là duyên mà. Mà tổ dạy mình là tự điều tiết về cái chuyện chăn gói vợ chồng. Còn nếu chồng không hiểu, ổng muốn sao thì ổng muốn. Tại vì sao? Mình vui trả nợ luôn cho nó xong.
Chứ bây giờ ổng chưa hiểu làm sao mình cấm cản ổng được. Còn phải chi hai người cùng hiểu, hai người cùng hiểu thì được. Cái cô này cô nói trời ơi thầy ơi, thầy nói niệm Phật quá giải nghiệp, con niệm Phật càng ngày, ông chồng con thương con mà ông thương con sợ luôn á. Thương quá đáng thầy ơi. Những Đức nói tại vì cô thấy như vậy, cô nói quá đáng là vì cô biết tu. Chứ nếu như cô không tu như vậy thì cô nói rằng là mừng ghê, ông chồng mình thương quá trời luôn. Không? Nhưng mà bây giờ cô biết tu, cô nói nó là quá đáng. Tại vì cái tâm cô cảm thấy nó không chấp thuận nên nó cảm thấy nó nặng nề. Nếu như cái tâm cô vui trả nợ thì nó không có cái gì nặng nề chứ. Trời, trong Phật Pháp này mà đúng là giải thích thì thôi, nói hoài nói cô không hết văn tự. Thôi quy về cái chỗ là sống trong bất cứ một cái hoàn cảnh nào nên vui vẻ niệm Phật, thuận hay nghịch. Nhớ câu thuận duyên không dính mắc, nghịch duyên không buồn phiền. Chỉ có một câu như vậy thôi thì quý vị có thể niệm Phật được. Thuận duyên không dính mắc, nghịch duyên không buồn phiền. Điều là giữ một cái tâm cho đúng đắn niệm Phật, để mà về thế giới cực lạc thì chắc chắn cuộc đời quý vị vô cùng an vui tự tại. À, chúng ta là người niệm Phật, quý vị phải nhớ là chuyên cần và thiết tha là hai điều vô cùng quan trọng. Chuyên cần là siêng năng. Có nhiều người người ta không thông minh, nhưng nhờ người ta siêng năng mà người ta thành công. Thiết tha là hết lòng mình mà để niệm có Phật hiệu này thì mới thấy được cái kết quả của nó. Còn nếu như mà mình gặp được pháp môn tịnh độ mà mình không chuyên cần là mình không có niệm Phật. Dù là mình biết pháp môn tịnh độ này thù thắng, nhưng mà mình không niệm, mình không chuyên cần để niệm, vậy thì mình không có phải là người tin pháp môn niệm Phật. Rồi mình không thiết tha, tha thiết đối với câu Phật hiệu thì làm sao mình có được cái cảm giác là câu Phật hiệu nó lợi ích làm sao. Nên cái đề học tập chúng ta là phát nguyện chuyên cần, nhớ nghĩ thiết tha. Đây là những cái đề học mà của chư tổ sư dạy. Nên chúng ta nhắc mình từ nơi đó thì mỗi ngày mình mới siêng năng mình niệm Phật được. Có những người chúng ta mới biết pháp môn tịnh độ thì siêng niệm Phật, nhưng niệm từ từ nó đi xuống. Còn nếu như mà mình mà được nhắc nhở suốt và mình biết được câu Phật hiệu này nó lợi ích vô cùng cho chính mình và lợi ích cho người khác, vậy thì chắc chắn rằng mình sẽ chuyên cần và thiết tha để mà niệm. Nhưng Đức để ý chiếc máy mà đeo cổ nhỏ này nè, công nhận chiếc máy này nó bền thiệt quý vị. Chính những Đức mà để chiếc máy nhỏ này trong phòng những Đức ghim điện suốt luôn, mà treo toàn ten chẳng ổ điện gì đó. Vậy mà nó hát 5 giờ nó không ăn thua chứ. Một năm mà đó. Bắt cái điệu hộ niệm, cái điệu này nó dễ nghe, mà đến chết cũng phải hộ niệm điệu này luôn. Nó cái điệu này nè, cái đi đâu cũng bật nó để trong người, cái đeo cổ, cái đeo vậy đó. Mình sống trong thời đại nhiều kiếp nạn mà nó phải có cái hỗ trợ. Cái này là lợi tha nè, lợi tha nó hỗ trợ cho mình. Cái khả năng tu hành của mình là phải nhờ cái lợi tha này hỗ trợ. Đi đâu cũng đeo, để trong người vậy đó, nó thành quen. Thí dụ như những Đức chạy xe ngoài đường đi, lúc nào bên cạnh những Đức cũng bắt niệm Phật. Những Đức lấy xe tải chở rác mỗi buổi sáng, những Đức trên chiếc xe tải không thấy cái máy niệm Phật, thì những Đức lấy cái máy nhỏ này đeo vô cần cổ liền, bật điệu niệm Phật liền. Những Đức nghĩ rằng lỡ mình chạy xe ngoài đường, lỡ nó có gặp sự cố gì đi, mình nằm tại chỗ đó thì cái máy này nó niệm Phật, nó hộ niệm cho mình, thì mình niệm Phật giảng sanh cũng được. Nhưng hôm qua những Đức chạy tới cái ngã tư, những Đức thấy một chiếc xe hơi nó chạy gần chiếc xe mà nó kéo cái rơ móc phía sau dài á quý vị, nó chắc sắt rồi phía sau nhiều lắm, nó chạy gần quý vị, sao nó ngã ngang, nó đè ngay cái đầu xe dẹp lép, người ta đã mất tiêu mình cũng không biết.
Nên quý vị nhớ chạy xe mà gặp mấy chiếc xe công mà nó chở phía sau một cái dàn đồ, mình chạy xa xa, mình đừng có chạy mấy bên trái bên phải đó, mà mình chạy phía sau đuôi nó xa xa nó gần chút. Tại vì đồ của nó chắc có khi nó ngã bất tử, nó đè ngay mình á, nên mình tránh đường chút phải không. Nó nên chạy xe mà qua mấy ngã tư nó u cua vậy nè, nó cua vậy nè, mà mình mà chạy kế bên nó cua gì thì nó sẽ ngã gì bên đây, vì nó cua gì này nó ngã gì đây. Mình đừng có chạy cái mép ở bên cái hướng đó, mình chạy thôi, mình chạy chậm, chạy phía sau chắc ăn. Để ý, hôm qua nhà Đức thấy rõ ràng, nên nhà Đức nói đi đâu cũng phải đeo cái máy niệm Phật bên cạnh. Lỡ mình cứ quên câu Phật hiệu thì cái máy nó niệm hoài, mình thì gián đoạn chứ cái máy nó không gián đoạn, quý vị, nó niệm hoài luôn á. Tại vì pin nó giữ được mười mấy tiếng hay gì đó, thì mình để bên mình nó niệm hoài thôi. Còn trong phòng nhà Đức là những Đức á, ghim điện để suốt luôn, tập cho thành quen một điệu niệm Phật mình nghe hoài, sau này khi mình gần chết á, người ta hộ niệm mình bằng cái điệu này mình quen rồi. Nó phải có thời gian như vậy đó, phải kiên chuyên cần siêng năng để mà mình nghe câu Phật hiệu, nó mới có kết quả được. Nó những cái điều mà những Đức chia sẻ cho quý vị là nó cái phương tiện nó có, nó gần gũi với mình nhất luôn. Trong đây cũng có mười mấy điệu niệm Phật, nó rất là tiện lợi hỗ trợ quý vị à. Còn cái người mà người ta chưa biết pháp môn Tịnh Độ chứ, mình tặng cho người ta cái máy nghe pháp đó, người ta nghe pháp rồi người ta mới chuyên cần niệm Phật được, hiểu không? Nghe pháp nó mới biết được niệm Phật là ít làm sao, nó mới niệm. Còn cái người mà nó chưa nghe pháp sâu sắc gì hết đó, thì kêu họ niệm Phật họ có khi họ niệm vài câu họ nghĩ, nhưng họ nghe pháp họ biết được cái lợi ích niệm Phật gì rồi họ mới niệm Phật. Cái người mà đeo chiếc máy niệm Phật này nè, là mình đi ngoài đường đồ, hay là mình làm cái việc gì đó mình đeo để cho người nó tiện nhất, để nhắc mình niệm theo, những đức niệm câu nghe thì chúng niệm, quý vị niệm theo, nhép 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 môi theo thôi. Vậy đó mà cả ngày câu Phật hiệu mình nó không bị gián đoạn. Còn lúc nào mà ngồi rảnh nghỉ cái là cái máy bấm số liền. Trong túi mình chuẩn bị chỗ hỗ trợ tu hành nhiều lắm. Nó nhỏ 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 vậy chứ có vỏ lắm nha. Nhỏ nhỏ gì, nhiều người người ta nghĩ rằng cái nó không có quan trọng, người ta thất bại, thấy chưa? Nhìn nhí nhí nhỏ nhỏ chứ đặc biệt lắm á. Nó nhỏ xíu à, hình như có 15.000. Vậy đó mà một ngày bấm được mười mấy 20.000 câu A Di Đà Phật. Một ngày bấm mười mấy 20.000 câu A Di Đà Phật. Chư tổ sư có một đoạn dạy nè quý vị: mỗi ngày hạn định bao nhiêu câu Phật hiệu, đó là tùy theo sự trù tính trong hoàn cảnh bận hay rảnh của mỗi người. Lập định khóa trình suốt đời này, một ngày cũng không để gián đoạn, đó gọi là thường hằng tinh tấn. Chúng ta hướng dẫn niệm Phật bấm số, rõ ràng chư tổ sư cũng nói như vậy luôn. Phải hạn định cái số lượng cả đời không thay đổi, với cái số lượng người rảnh hay người bận rộn, tùy theo khả năng mình để mà mình điều tiết làm sao khả năng bấm số vừa với khả năng mình, đừng có quá đáng, nghe không? Nó nghĩa là khả năng mình bấm được có 10.000 mà cố gắng 20.000 thì mình bấm tứ tung, bấm thời gian nó đuối quá thì nó đi xuống, lại là nó xuống dốc, phải không? Thà mình giữ 5.000, mình lâu dài, lâu lâu mình tăng lên 500.000, mình từ từ mình tăng, rồi mình thấy được rồi mình giữ vậy đó, giữ hoài luôn, giữ cái mức hoài luôn, thì quý vị sẽ thấy được cái niệm Phật nó lợi ích làm sao liền à. Ừ, lâu dài, nghe không? Phải là nghe cái rồi bấm vài ngày nữa, bấm mấy ngày nay mà có thấy lợi ích cái gì đâu trời. Nó có mấy ngày phải kiên nhẫn, đây là chư tổ sư nó cả đời. Bây giờ quý vị nghĩ đi, chúng ta muốn cắt căn nhà, có những người cả đời để dành tiền để cắt căn nhà, cắt căn nhà xong ở có thời gian ngắn thì chết queo. Vậy mà còn dám bỏ thời gian cắt một căn nhà mà căn nhà này mai mốt nó cũ hoặc nó sập á. Còn cái việc tu hành này là cái việc giải thoát cuộc đời của mình, mà giải thoát vô lượng kiếp khổ đau. Vậy mà mình cứ là cứ nghĩ cái thời gian vài tháng vài năm gì phải được cái gì cái gì. Bây giờ cả đời đi áp dụng Phật pháp này đi, để sống luôn luôn là áp dụng Phật pháp đi. Vậy thì cuộc đời quý vị sống có cái niềm an vui an lạc liền à. Còn sống ở cõi đời này bao nhiêu thời gian nó cũng thích, tại vì sao? Vì nó vui, nó an lạc mỗi ngày mà. Quý vị biết rằng á nghe, những đức sống mỗi ngày, những đức thấy sao một ngày qua mau quá quý vị ơi. Mau cấp kỳ luôn, có nghĩa là có việc làm hay không có việc làm gì, những đức sống vô cùng tự tại.
Thí dụ như buổi sáng làm việc xong đi qua bên Đại Tùng Lâm, dù là đi vô phòng không làm việc gì cũng bấm số niệm Phật một chút xíu, nghe keng 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 là gì? Cơm, cơm, cơm. Ôi ơi, trời ơi, mới đây mà bụng chưa đói chứ mà cơm 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 rồi trời. Phải xuống ăn, chứ ăn giống mọi người thì xuống cơm cơm thì xuống ăn cơm. Thì xuống dưới thì ăn cơm, ăn cơm xong bắt đầu là chạy xe về đây, bắt đầu là tới giờ gì? Ngủ, ngủ, ngủ. Ngủ một chút xíu bắt đầu xuống chia sẻ Phật pháp. Chia sẻ Phật pháp. Xong rồi đi qua Đại Tùng Lâm bắt đầu bấm số niệm Phật, bấm số niệm Phật một chút cái keng keng keng, cơm cơm cơm. Trời chưa đói chừng qua ăn cơm nữa rồi. Rồi ăn miếng xíu siêu kệ đi, ăn giống người ta, giống đại chúng, đi theo đại chúng mà. Rồi bắt đầu ăn cơm xong cái bắt đầu đi về tắm, tắm xong cái rảnh nằm niệm Phật, cứ bấm số niệm Phật, bấm số niệm Phật, bấm số niệm Phật một chút cái keng 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 là tu 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 lên trên điện. Thấy chưa? Lên điện tu. À lên trên điện tu thờ tới 8 giờ, 8 giờ tối. 8 giờ xong bắt đầu là đi xe về đây. Về đây bắt đầu là bấm số niệm Phật hay là nói chuyện với mấy em chơi một chút xíu gì đó. Rồi bắt đầu là ngủ xong à, lay quay tới sáng nữa. Cứ thời gian vậy mà lay quay cái hết một tháng, lay quay cái hết năm. Bây giờ quý vị coi, chúng ta mới đón giao thừa, nghĩ rằng mới đây thôi mà bây giờ nếu mà không nhừng là nó cũng tầm tầm 10 tháng rồi quý vị à, không nhừng là nó tầm tầm 10 tháng. Quý vị có nhớ ngày nay là ngày gì không? Nếu mà không nhừng lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, đúng ngày 18 nè. Năm nay nhừng nên ngày nay không lễ Bồ Tát Quán Thế Âm thì đúng tháng 9 âm lịch, ngày này là ngày 18 là ngày lễ Bồ Tát Quán Thế Âm bên Đại Tùng Lâm, ngày 19 là bên Hộ Pháp. Đúng bữa nay còn một tháng nữa chúng ta lại Bồ Tát Quán Thế Âm hai bên 1000 lại. Nên những đức nghĩ rằng chuyến này chắc chúng ta lại được ổn định đó. Chuyến này cho Phật tử khắp nơi nơi đang háo hức dữ lắm đó nha. À, tại vì hai chặng rồi, hai chặng mà tới cái đoạn cuối không quý vị ơi. Năm nay á, hai chặng là tới đoạn cuối cùng không, mà còn mấy ngày nữa là tới không à. Là bắt đầu là Phật tử thuê xe sẵn hết trơn. Cuối cùng chặn ngang rồi, còn một số người thôi. Nhưng mà quý vị biết rằng hai lần nhưng chúng ta vẫn lễ được 2000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm bình thường nha quý vị. Đó. Nên tháng 9 đợt này những đức nghĩ rằng là ổn định rồi đó. À, bây giờ còn đúng một tháng nữa Phật tử khắp nơi nơi chuẩn bị đi. Nó nóc nái ảnh ương gì đó kéo đến chọn 1000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Đúng là lễ nó cảm giác là thích thú quý vị. Ừ, thích thú. Những đức sướng nè, đúng ra mới ngán nè, nhưng mà những đức không ngán mà thích thú mà, tại vì nó an lạc quá mà quý vị. À, nghĩa là lễ 1000 lại xong là nó cực kỳ là an lạc, thích thú vô cùng. Nên những người mà đòn ở xa rồi đi đến đây cứ chuẩn bị đúng đi 2 ngày đi. Lại 2 ngày cho nó xứng đáng. Đừng có lại 1 ngày uổng quá. Cơ hội được tu mà. Nghe nói 1000 lại sợ sợ. Trời ơi, có những bà cụ chùa mình 80 mấy tuổi mà bà lại 1000 lại ngon lành, bởi vì sợ cái gì. À, nên để năm nay những đức lựa mấy bà cụ già chùa mình mà mấy bà gần chết á. Những đức sắp 1 hàng ngang, mấy hàng vậy đó. Những đức hỏi ai là người lần này mới đi lại đầu tiên mà chưa tự tin, đưa tay lên coi. Đưa tay lên. Ừ, có một cô đưa tay rồi kìa. Rồi những đức cho ngồi gần bà già chùa mình 80 mấy tuổi. Thì quý vị nhìn bà già, quý vị sẽ lại theo. Coi cô kia có nói là con không dám tin con lại 500 danh hiệu chứ đừng nói chi ngàn. Nhưng mà lễ gần bà cụ Văn chùa mình á, bà cụ Văn chùa mình á, kìa, nó cái bà ngồi kế cái cô mà mắt kiến đó đó, 80 mấy tuổi đó quý vị. Đó, bà cụ đó đó, bà cứ chậm chậm từng lễ bà lễ hoài, từng lại bà lễ hoài vậy đó. Đó, như vậy đó quý vị. Mà bà lễ hết 500 danh hiệu, cái bà kia bà nói tôi nghĩ bà lễ một chút nữa chắc bà nghĩ thì tôi nghĩ theo. Cứ là như vậy mà bà kéo hoài, bà kéo, bà kéo hết 500 danh hiệu, bà kia cũng chạy theo 500 danh hiệu luôn. Nên quý vị thấy không, cái sự tu hành người xưa cũng nói không, lựa bạn siêng năng tinh tấn mà chơi chung,
Gặp mà bà cụ này mà bà lễ chừng 100-200 lại bà nghĩ thì bà kia nghĩ theo rồi. Nhưng mà không ngờ chiến này cũng đủ duyên may mắn, gần ngay cái bà già này bà lễ dữ quá. Thấy bà yếu mà sao bà lễ dữ quá, bà lễ hết 500 danh hiệu. Bà kia bà nói cố gắng theo bà này, cuối cùng bà theo hết 500 danh hiệu luôn. Rồi bữa sau lễ bên hộ pháp là bà tự tin hoàn toàn. Bà nói là bà tự tin hoàn toàn vì bà nói rằng là lễ không có mệt, nó chỉ những công đoạn hơi mệt một chút, nhưng mà chỉ cần kiên nhẫn vượt qua một phát thôi là khi lễ xong đặc biệt lắm. Phải nhớ đó, phải lễ Bồ Tát Quán Thế Âm là có người kinh nghiệm nói cho mình nghe, chứ nếu không là nó không dám tin rằng mình lễ được 500 danh hiệu nữa, chứ đừng có nói mà 1000 lại. Từ nơi đó mà quý Phật tử khắp nơi nơi, những cái chương trình này là những cái chương trình đặc biệt nè, tại vì nó hoàn toàn thật chất để cho mình tu. Ngày 19 thì cả ngày bên đây mình được tu, mình được phóng sanh cả ngày đó luôn. Cái chương trình đúng là chương trình tu đậm đó quý vị. Đúng ra là ai cũng dưỡng sức để chiều lại Bồ Tát Quán Thế Âm đúng không? Nhưng những đức nói rằng là cả ngày đó những đức tu, chiều những đức lễ còn dữ hơn nữa. Còn nếu như ngày đó mà những đức không tu thì chiều những đức lễ không bằng là cả ngày đó tu. Ngộ vậy đó, thì ra rõ ràng cái việc niệm Phật á, và thuyết pháp quý vị, là nó tích tụ năng lượng. Cái này 100% luôn. Cái niệm Phật và thuyết pháp phi người niệm Phật là nó tích tụ năng lượng mạnh lắm quý vị. Những đức đã kiểm nghiệm được rồi, nó tích tụ năng lượng nên cả ngày khi ngày lễ những đức tu á, là chiều những đức khỏe dữ lắm, mà sức lực những đức nó dư thừa lắm kìa. Lễ xong thêm 500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm bên hộ pháp mình xong á, nó còn năng lượng dư dữ lắm luôn, nó dư lắm quý vị à. À, con người mình khi mình làm một cái việc gì xong mà mình biết cái năng lượng mình vẫn còn thừa là quý vị dễ biết lắm. Là con người quý vị nó có hương vị, nó thích và nó thoải mái lắm thì nó còn dư năng lượng. Còn khi làm một cái việc gì xong mà quý vị cảm thấy mệt mỏi như người hết gì là quý vị hết năng lượng. Đó, hết năng lượng. Không phải nhớ đó. Là nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị Phật tử, chúng ta gặp được tịnh độ đều phát tâm tinh tấn niệm Phật. Ở đâu cũng cố gắng niệm Phật, sáng tối dụng công nghiêm túc, cả ngày bấm sáu niệm Phật. Khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp nhau ở thế giới cực lạc nha. Dạ, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đệ tử Đại Bi A Di Đà Phật Liên Tòa Thác Đại Chứng Minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ đình hộ pháp, phát bồ đề tâm tụng kinh niệm Phật, lễ Phật phóng sanh cúng đi thực. Đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện cầu an trên là Đại Lão Hòa Thượng Viện Chủ và toàn thể đại chúng và gia quyến của quý vị thân tâm thường an lạc, đều có sức khỏe, đều phát bồ đề tâm niệm Phật cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Và đệ tử chúng con nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu siêu cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và chư hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chẳng vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, đều được thừa hưởng những công đức này, đều phát bồ đề tâm niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thẩm phương nhất thiết thử cộng, nguyện dị thử công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ổ tình chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thẩm phương nhất thiết ổ tình cộng, nguyện dị thử công đức ngà vô cẩm nhật tiệt, ngà đặng dự hổ tình giai cộng thành Phật đạo. Đặng cô hồn chung ngã kim ti dự cung, thừ thực biến thập phương nhất tiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cẩm nhật tiệt, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án mục lục lăng ta bà ha, án mục lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng,
nắng tam bà pha việt nhật ca ra hồng gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát gia trì chú thực diệu gia đà biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ố vị vô danh hộ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành à, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Quý vị mỗi tuần mà đi về đây mà chúng ta cúng đĩa thực gì cái lợi ích cho phần âm trong gia đình mình mà người ta đi đến đây theo quý vị về đây tu lắm quý vị à. Nhất là cái bữa cúng đĩa thực bữa nay đặc biệt nhất nè. Cái cảm giác quý vị thấy không? Có nghĩa là người không xô đẩy, tâm thanh tịnh khi cúng nè. Cái cảm giác như là mình cúng đĩa thực nó có một cái lợi lạc lớn lắm. Cho nên mỗi tuần chủ nhật quý vị về đây em cộng tu mà những người ta bị bệnh này kia rồi đó, người ta về đây cái tâm ta nó giải tỏa cái tâm rồi, chư hương linh á đi theo người ta cũng giải tỏa cái tâm, tức khắc bệnh hết mà người vui vẻ, gia đạo nó tốt đẹp hòa thuận liền quý vị. Nên chúng ta nguyện tất cả chư hương linh thai nhi bị nghiệp phá thai hay tất cả những người chết oan chết ức gì đó về đây mà được nghe pháp niệm Phật, hưởng tài thọ thực gì nè, quý vị đều phát bồ đề tâm niệm Phật và buông xuống hận thù hết đi, để quyết chí niệm Phật để về thế giới cực lạc thì luôn luôn hưởng được niềm vui, không còn cái khổ đau như ở cõi ta bà này nữa nha. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi A Di Đà Phật liên tòa tác đại chứng minh. Hôm nay đệ tử chúng con xuất gia cùng tại gia văn tập tại tổ tình hộ pháp, phát bồ đề tâm mua các loài chúng sanh này về phóng sanh, nguyện cho các vị giải thoát thân súc sanh, quy tam bảo nhất tâm niệm Phật cầu vãng sanh về thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà sớm mau thành Phật. Hỡi các loài chúng sanh ơi, các vị đã tạo các vọng nghiệp từ đời vô thủy kiếp đến nay, do thân miệng ý phát sanh ra che mờ chân tâm bản tính nên phải sanh tử luân hồi ra vào sông mây biển nghiệp. Đến hôm nay các vị có nhân duyên lành gặp Phật pháp, được chư vị đồng tu mua các vị về để sám hối quy y và cùng với các vị niệm Phật A Di Đà để cầu vãng sanh về thế giới cực lạc. Hôm nay các vị quy Đức Phật A Di Đà được một pháp danh là Diệu Âm, khi vãng sanh về thế giới cực lạc đồng một danh hiệu là Diệu Âm Như Lai. Chúng ta bỏ tịnh tài ra mua các loài chúng sanh này, đó là tài thí. Khi sanh lên nơi nào chúng ta cũng có củ cải đầy đủ và chúng ta quy y niệm Phật ở những chúng sanh này nghe, đó là pháp thí. Chúng ta sanh lên nơi nào cũng được trí tuệ và thông minh. Chúng ta thả những chúng sanh này bay đi, đó là tu hạnh vô ý thí. Chúng ta sanh lên nơi nào cũng được sức khỏe và tuổi thọ kéo dài. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy pháp không đọa ngạ quỷ, quy tăng không đọa bàn sanh.
Chúng ta đồng niệm Phật lớn lên, vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, 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 Đà Phật, A Di 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 Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Dạ, Di Đà Phật cung thỉnh chư tăng ni và toàn thể đại chúng, chúng ta xuống chai đường để dùng cơm. Chúc quý vị luôn luôn an lạc và vui vẻ nha. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật.